sau này em Vâng. trông cậy vào các cháu nói thế, chứ cái con em là máu thịt của em đẻ ra, nó có ghét em chăng nữa thì sau này em có ốm có chết thì nó vẫn còn có trách nhiệm nó lo cho. Mình cứ nói như thế. Với đợt Vâng. này sức khỏe em ngày càng nó lại cứ ấy đấy, chỗ gai cột sống lại nọ kia đấy, đấy sức khỏe sợ đấy, chả phục vụ được anh. Thôi thì để cho anh tự lo cho cuộc sống, thứ nhất là con anh xem nó thế nào, hai nữa là anh tìm một cái người nào đấy người ta phù hợp. Tóm lại là không nói nhiều, Vâng. không cần phải kể tội kể lỗi gì, em thấy không đi được tiếp thì em dừng lại đúng không, Vâng, và mình quay em trở đồng về. ý. Rất may của mình là còn nhà còn cửa, mình về Vâng, mình vâng. dọn mình tường thế xong rồi ổn định cuộc sống rồi á. Mình 50 tuổi vẫn còn đi làm tốt, nhiều người. Mình ở Hưng Yên đúng không? Vâng, em ở Hà Nội, em lấy chồng Hưng Yên. Ồ, này Vâng. khu công nghiệp ở bên Văn Giang rồi bên Mỹ Hào phố nối á, nó đầy, nó tuyển công nhân kinh khủng luôn á. Mình 50 Vâng. vẫn còn ngon, đi làm đi cho nó có bạn có bè vui thú, là hàng tháng có 5-7 triệu tiền lương rồi mình có cái lưu lại cái tích góp sau này, rồi mở rộng giao lưu bạn bè mình. Thì tóm lại là bây giờ là người độc lập tự do, ai ta rủ đi chơi cứ đi, người ta mời Vâng. ăn lẩu cứ ăn, mình không có phải bị vướng bận rằng bây giờ đi đâu phải xin phép cái lão ABC gì đó đúng không? Vâng, đi đâu với em cũng phải xin phép, không nó khô hủ lắm. Rồi đi Rồi. mua viên ốm đau, mua viên thuốc mà người Tây xin. Ừ. Mà em bây giờ em xong rồi em 2 lần em bỏ về lại sang ngon ngọt xong nói Thôi em bây bây giờ giờ mình biết rồi. em lại đi về thì em Bây mới giờ bảo là thôi mình em xin anh tâm lý như thế thì thôi em sẽ cảm ơn anh, mà em cũng sáng mắt ra để em cũng lựa để em kiểu trả lời cái kiểu ý để cho nó nhẹ nhàng, cho nên là không muốn để gây làm gì cãi nhau hay Rồi. phiền hay như thế nào ạ. Thế đừng có gây phiền, đừng có tạo ra cái oán thù để mà ông lại sang ông ấy mày mày tao tao thì nó phiền ra. Ở tuổi mình cứ thanh thản mà nhẹ nhàng. Em đến với anh có duyên nhưng có lẽ nợ hết rồi, 3 năm em trả hết nợ đời với anh rồi, bây giờ em đi đấy nhá. Thế còn Vâng. thì cái chuyện mà có ông nữa rồi người ta thấy mình ngon lành người ta tán tỉnh thì mình lại tính sau, không nói trước được điều gì cả. Nhiều người 70 vẫn lên xe hoa như thường nhá. Vâng, thôi em ơi, hai ông chồng em sợ Rồi. Chúc rồi. bạn luôn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin chào bạn. Vâng, Cảm ơn em chuyên gia cảm Tấn Pháp ơn Linh các Toàn. anh các chị trong chương trình ạ. Em cảm ơn nhé, xin cảm Dạ. ơn nhé. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Gia Lai. Dạ em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi là chuyên gia là con trai nhà em năm nay 13 tuổi Ừ. nhưng mà dương vật của hắn nó nhỏ lắm, Ừ. nên là em hỏi bác sĩ xem có vấn đề gì không ạ. Thế là muốn nó to bằng từng nào? Từ lúc sinh ra đến giờ nó cũng không không thấy phát triển, Ừ. mà nhiều lúc nó rụt, còn rụt tấp vào trong ấy, ở ngoài chỉ có cái da không à. Nó cao 1 mét mấy? Mét 40 ạ, Ừ. Bao nhiêu cân? 50 cân ạ. 1m40 mà 50 cân nó béo thế à? Vâng, nó cũng hơi mập mập. Rồi, thế là mấy con? Em được 2 đứa ạ. Ừ, đây là cậu lớn hay Đứa là đứa đầu. đứa đầu à? Vâng. Rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem 13 tuổi mà chim bé như thế thì có ảnh hưởng gì đến tương lai hay không theo sự lo lắng của bà mẹ nhé. Dạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Thế thì là nó cũng chỉ là hơi mập đúng không? Vâng. Em quan sát thấy cái mu ấy của nó có đầy không? Cũng chỉ đầy một xíu xíu thôi. À, cũng chỉ hơi đầy thôi đúng không? Có rất là Vâng. nhiều bây giờ này thực trạng là có rất nhiều trẻ nam mà nó Ngắn ngắn chỉ bằng độ hai hai ngón ngón hai khớp rưỡi ừ, 2 khớp rưỡi thôi. Vâng, ngón tay và út nó cũng ừ. có cái hiện tượng mà ngủ buổi sáng dậy cũng thấy xuất tinh sao ạ. Xuất tinh hay sao ý, có Em là thấy có mà cháu nó bảo là buổi sáng ngủ dậy là cứ thấy ướt quần. à, thế thì là xuất tinh rồi, 13 tuổi hơi sớm tí nhưng mà cũng không sao. Như vậy có nghĩa rằng là gọi là nó bé nhưng mà chức năng thì nó có vẻ như là vẫn tốt đúng không? Vẫn Vâng. cứ có sự cương cứng, vẫn có và đã xuất tinh. Tuy nhiên rằng là nó bé quá thì em kể thì biết thế thôi, nhưng không hiểu là nó có cần tác động về can thiệp về nội tiết ấy để cho nó, tại vì ở cái tuổi 13 là làm được những chuyện đấy rồi. Rất là nhiều phụ huynh mà có con ở độ tuổi 10 với 11 ấy thì là chưa nên. Thế Vâng. và con nhà mình thì lại là 13 và đã gọi là dậy thì rồi, thì lúc này là có thể can thiệp điều trị để hỗ trợ cho cái việc phát triển của nó bình thường ấy.
thì có lẽ là em cũng cho con đi ở Gia Lai thì đi đến đâu để mà khám được? Có bệnh viện nhi không? Có Nhi Gia Lai á. Có Nhi Gia Lai thì đưa đến Nhi Gia Lai đi. Hoặc là đấy, đưa đến Nhi Gia Lai, mà nếu có cái khoa Nhi Gia Lai mà nó có cái khoa nam học ấy thì là càng tốt. Nhưng trước mắt là cứ đưa đến Nhi đi đã nhá. Thì để người ta xem là à, như thế là có phải bình thường không, bản thân mẹ đỡ lo, và cũng con bây giờ nó bắt đầu vào cái tuổi dậy thì là nó nhạy cảm và nó lung tung lắm. Thế thì cũng để cho con biết rằng là nó trưởng thành rồi và nó hoàn toàn bình thường, hoặc là cần phải hỗ trợ cho cái quá trình trưởng thành của nó về mặt thể chất và sức khỏe sinh sản ấy để nó tốt hơn. Đấy, thì mình phải đưa đi khám. Đầu năm em cứ cho cháu đi ra chỗ Nhi Gia Lai, họ không có khoa nam học mà chỉ có cái gọi là nội ngoại khoa ấy. Bác sĩ họ cũng bảo cứ để một năm nữa ra khám lại xem. Nhưng mà em cũng thấy nó lo quá. Không, bây giờ cái mà lo nhất là bé, đúng không? Thế còn nhiều người lại còn bé mà lại còn không cương cứng, mà sáng ngủ dậy cũng chẳng thấy gì, cứ nằm im thiên thiết cơ. Đấy, thế thì mình đã khám thấy tốt rồi. Và một năm sau, tức là khi mà cháu nó dậy thì nó lớn hơn một chút nữa thì người ta sẽ... bởi vì bây giờ mới là lúc phát triển này nhá. Thế thì một năm nữa đưa đi khám lại cho chắc. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Chào bạn nhé, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Em muốn chương trình tư vấn cho em là tiếp tục hay là lên lý gì ạ? Tại vì em nhiều lúc em cũng gặp những mệt mỏi, vợ chồng lấy nhau 20 năm, một cái năm 2000 mà vợ chồng không có hợp nhau, chồng em cũng hay bạo lực, vũ phu, mới tính hình ra chuyện. Nói chung là lúc nào áp đặt em trong cuộc sống, em làm sống không cảm thấy rất là nặng nề. Rồi. Và cứ từ ngày lấy nhau, nói chung bắt đầu từ năm cưới nhau, năm đầu tiên cưới nhau vài tháng cái là bắt đầu là đã đánh em rồi từ năm đấy. Thì lúc em cũng muốn giải thoát, muốn bỏ, mà gia đình bố mẹ em rồi gia đình nào cũng vun vén vào rồi cứ giải hòa rồi trên can nọ kia là em lại không bỏ, cứ nghĩ về cái nọ kia từ lúc chưa có con, sau lúc có con một đứa, lúc rồi có hai đứa, cứ bao nhiêu lần từ năm 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi hơn 20 năm rồi em bao lần em muốn bỏ, xong lại gia đình cứ khuyên can rồi em rồi mà không bỏ được. Bây giờ lúc em cũng chán, bao lần có lần em cũng cứ bỏ đi. Các con lớn đấy, chưa? Dạ, con em là một đứa lớn năm nay nó 21 tuổi, rồi đứa thứ hai năm nay nó học lớp 11 ạ. Chắc là muốn bỏ đến 50 lần rồi nhưng chưa bỏ được và vẫn ở với nhau trên hơn 20 năm nay, đúng không? Đấy, nói chung là em bây giờ tức là cũng nhịn giỏi. Nói chung là ở với ông là em lúc nào em cũng phải chịu thiệt thòi, lúc nào cũng áp lực. Nói chung là em bây giờ kiểu như những cái lúc trước còn trẻ khỏe là đánh đập em rất là nhiều, nhưng mà em cũng chưa đến em bỏ. Rồi, thế hai vợ chồng thì gia sản có nhiều không? Gia sản em lúc cưới nhau xong ở nhau cũng có dính hai bàn tay trắng. Lúc ở nhau từ ngoài quê làm ăn 10 năm xong thì là cũng ở với nhau cũng làm ăn suốt, nhưng mà cũng có chỉ 10 năm xong. 10 năm sau từ năm 2010 vào Sài Gòn thì sống ở trong Sài Gòn. Hơn 10 năm nay thì cũng làm, cũng mua được nhà Sài Gòn rồi. À thế à? Hiện tại thì là ở Vĩnh Phúc ở Sài Gòn. Bây giờ em đang sống ở Sài Gòn ạ. À, cả hai vợ chồng. Nói chung là kinh tế cũng ổn định. Làm kinh tế ổn định. Mặc dù mỗi tội là vợ chồng ở với nhau thì cũng suốt bao năm rồi cũng không thay đổi. Mặc dù lúc thì cãi nhau xong thì ông ấy cứ xin em đánh em xong rồi lại biết sai bỏ đi, em bảo thôi bỏ, còn lại van em gọi em về bảo là biết sai rồi. Rồi. Về ở anh hứa anh không có như thế nữa, xong được thời gian ông lại vẫn tái phạm như thế, nói chung là cái tính già trưởng cũng không thay đổi được. Tóm lại là lấy nhau 20 năm ăn đòn biết không biết bao nhiêu lần bởi vì ông chồng vũ phu, thế nhưng mà vẫn ăn nên làm ra, vẫn mua được nhà, vẫn con... làm, vẫn cứ làm, vẫn ăn mà cứ mà vẫn cứ đánh nhau. Cái câu chuyện đơn giản bình thường nhất, có khi trong bữa ăn hay trong câu chuyện. Vì bây giờ thì hơn 20 năm lại ở với nhau, bây giờ thì lại bảo là nên bỏ hay không, đúng không? Mặc dù 20 năm nay thì tới lúc mấy tháng sau khi cưới đã muốn bỏ rồi và đến bây giờ vẫn muốn bỏ. Ngày xưa thì em không có muốn bỏ, có lúc cưới thì tí là đánh đập em. Bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Em muốn chương trình tư vấn, em khuyên em là nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, là nên đi tiếp. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, dạ. Rồi, xin chào. Mình là năm nay là bao nhiêu? Năm mấy? Em đo ạ, em năm nay em là mới là 39 ạ. Ôi rồi, lấy nhau 20 mấy năm mà nhờ. Dạ, em cưới ông từ lúc năm em cũng 17 tuổi ạ. Trời ơi, là... dạ. Vừa lớn lên cái đã bị ông ấy chộp đấy, luôn xong về ông đánh cho 20 năm nay. Chồng, chưa cả lớn hết em đi lấy chồng mà thiệt thòi, bao nhiêu năm rồi, một tống em cũng làm. Thôi được rồi, biết rồi, nghe rồi. Tóm lại là mình là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Và một cái người đàn ông gia trưởng vũ phu thì chỉ có trời mới thay đổi tính nết của ông ấy. Đấy, em bảo như lúc bây giờ không bao giờ thay đổi được, bây giờ em có sức em giải thoát. Nhưng có người thì giải thoát, có người không giải thoát, có người tiếp tục chung sống, mình lựa. Tức là thực ra thì người ta có nhiều con đường để người ta lựa chọn, chứ không nhất thiết là hoặc bỏ hoặc là... Nếu em nghĩ là sao vợ chồng người ta có thể bỏ nhau được dễ dàng mà mình muốn bỏ bao lần là cứ không bỏ nổi. Mà vừa rồi em đã làm đơn, em viết đơn, em ra tòa mà bỏ đấy. Mà ông xin em, ông bảo là đi để cho lo cho con bé con gái, tại con nhỏ con gái em năm nay là nó 21 tuổi rồi ạ. Nó sắp lấy chồng. Sắp lấy chồng rồi, nó có người yêu rồi, ông xin em bảo là để cho lo cưới nó xong thì là bỏ. Ý là ông sợ em là làm đơn ra tòa rồi, ý là ông mất cái giá trị của ông em. Thôi thật ra thế này này. Thế ông cái đánh mình cũng chịu à? Mình còn trẻ, 39, đang khỏe thế cơ mà. Người ta nói bảo thế này này, con run xéo lắm cũng quằn. Mình chung sống với một người đàn ông rượu chè cờ bạc hay đánh vợ bạo lực, mình cũng học cách tự bảo vệ bản thân, cũng phải biết la lên, cũng phải biết kêu gọi. Rồi cần thiết cũng xin lỗi, nhiều người người ta cũng tự vệ chứ. Chứ người ta, bây giờ tôi lỗi gì? Mà hồi ngày xưa lúc còn trẻ thì ông đánh em không bao giờ em phản kháng lại. Nhưng bây giờ mấy năm nay là bây giờ em cũng phản kháng lại rồi. Ông đánh em lúc đấy em cũng như con người nó trở nên bất mãn rồi. Nó cũng bị nhiều quá rồi, nó tiêu cực rồi. Nên là lúc ông đánh em phản kháng lại. Em cũng cùng lên em chống lại. Nhưng mà chống lại với anh là sức đàn bà sao mà chống được ông. Không, em thì bây giờ chắc là em như những năm trước em không bỏ. Bây giờ em muốn bỏ thật sự, em muốn bỏ. Tại như vừa rồi em làm đơn em bỏ. Em nghĩ là này, nếu mà cưới con gái xong cho nó lấy chồng xong đâu vào đấy. Tại vì bây giờ mỗi lần ông đánh em thực sự muốn bỏ về. Và như kiểu trước kia thì gia đình cũng khuyên ngăn, bây giờ em cũng không nói gì với gia đình nữa. Rồi nếu mà chồng cãi nhau em tự làm đơn, tiện gọi không nói với ai. Trước kia tại cứ nói gia đình ai khuyên cung kén vào, bây giờ em không nói, em cứ tự em làm mà thôi, không ổn nhau tự mình ra tòa là giải quyết, bỏ là bỏ, chứ không cần nói với ai nữa. Em cũng nói với có bà chị gái em để báo trực tiếp là đánh đập em vợ. Bây giờ chị gái em gái em cũng nói là bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá thì bỏ, cũng bảo em vợ như này em phải không ổn nữa thì bỏ. Nghĩa là mình cũng xác định rồi, mình cũng tham khảo ý kiến của bà chị gái rồi, không chịu ở nữa thì bỏ. Mình cũng đã từng viết đơn rồi, nhưng mà mình kiểu lo rằng con gái sắp lấy chồng rồi lại ảnh hưởng đến cái danh dự gia đình, nên mình chờ thời. Đằng nào mình nghiến răng 20 năm rồi, cũng nghiến thêm 1 năm, 2 năm nữa cũng không sao. Nhưng mà hãy nhớ rằng là ngày xưa hai bàn tay trắng, bây giờ mà nếu có ly hôn thì chắc chắn phải có cái nọ cái kia chia. Đừng để đến lúc mà ly hôn xong rồi mình nhà không có một chỗ ở, rồi là ông ấy dành hết cái này cái khác. Mình chuẩn bị hết sức về mặt tinh thần, thậm chí mình cần thiết phải đi ở trong Sài Gòn đấy, nó có văn phòng luật đấy, mình phải tư vấn luật rằng là đấy, ví dụ như cái cửa hàng nhà em hiện nay đang kinh doanh thì sổ đỏ như thế này, đất thì thế kia, vân vân, tất cả những thứ mình hỏi thật kỹ để thế này này. Tình không còn, nghĩa không còn, chia tay mình cũng phải không để rơi về trắng tay, mình phải có cái tí tài sản để mình còn lo cho cuộc sống mình. Không lẽ lấy chồng 20 năm, bây giờ 39, 40 tuổi, con cái lớn rồi, ly hôn xong lại xách túi quay về Bắc quê à, đúng không? Mình phải làm ăn ở trong, nó mối nó quen rồi, cửa hàng chia đôi, chia ba ra làm sao? Tất cả những thứ đó mình phải tính, chứ còn không phải là điên lên viết cái đơn chí xoẹt mà tính nghĩ ra là ta đã rút lui thì như thế nào. Cũng giống như một người mà đã xác định sẽ phá ngôi nhà này ấy, thì mình phải xây được ngôi nhà khác. Phá nhà rồi thì ta thuê nhà, ta sẽ ở đâu, cái đống gạch vụn vỡ nát này thì thuê ai trở đi như thế nào. Rõ ràng là đập một ngôi nhà nó còn thế, huống chi như phá một cái gia đình, đúng không? Mình hãy chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng các cái phần như thế. À xong thôi, con kia nó lấy chồng rồi, thế còn cái đứa đang học lớp 11 ấy thì thôi, thì nó lớn rồi, lúc ấy tòa ta sẽ hỏi là thích ở với ai ở, chứ không lúc không chia nữa đấy. Con rồi thế, cái thứ hai nữa là về tài sản thì những cái nào là cái mà ông ấy cầm hiện nay, sổ đỏ đang đặt ở ngân hàng, đang vay vốn bao nhiêu, tất cả thứ đó mình tính toán để biết rằng khi chia tay thì phương án chia chác nó ra làm sao, để mình có cái tí lưng tí vốn, để tránh trường hợp mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mình đang bực sức về cái cuộc sống mà vợ chồng nó bị bạo lực, bây giờ lại chia tay xong mình rơi vào ông cảnh lại màn trời chưa đứt, tiền ông ấy vơ sạch, ông ấy chuyển thành tên ông hết, vân vân. Thế rồi thì chuyển từ nỗi đau này sang nỗi đau khác lớn hơn thì nó cũng không nên, đúng không? Dạ, cái này thì tại vì em vừa rồi nên em cũng có điện em hỏi luật sư đóng tư vấn, em thì cả vợ chồng có bỏ nhau thì
ra tòa người ta cũng giải quyết đều hết tài sản ở bao năm, tài sản chung người ta vẫn chia đều hết, nên là em cũng biết là phải còn mình cũng giành được thì đưa ra tòa đó giải quyết chia đều cho mình hết thì mình không phải lo cái phần đấy ạ. Không phải lo nhưng mà phải nhắc mình tính phương án nhé. Giống như trường hợp của mình ấy là không cần thiết phải can thiệp, giống như là có u nhưng mà không nhất thiết phải mổ ngay, nó vẫn còn có thể chung sống với cái u này được một thời gian nữa. Mình chuẩn bị hết sức về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần, về mặt tài chính để bao giờ mà lên bàn mổ thì là ta có đầy đủ các cái điều kiện rồi nhé. Thì em cũng nghĩ là bây giờ 10 năm, 20 năm còn chịu được, bây giờ mình chỉ 1-2 năm nữa thì cũng sao ấy vẫn nhịn được. Rồi, tôi cố gắng nhịn vậy để cho con gái lấy chồng đúng không? Dạ, rồi, đấy, biết đâu nhịn sau 2 năm nữa thì lại nhịn thêm thành 20 năm nữa thì sao? Biết đâu con gái lấy chồng sau này mình lại có thêm em cu đấy, nữa thì thôi. Lúc em nghĩ mà không biết đến lúc con lấy chồng xong mà thôi có thông gia rồi lại còn bỏ nhau ấy nọ. Thế nhưng mà như anh Đoàn vừa chia sẻ với bạn ấy thì hiện tại vẫn phải phòng chống cái cách bạo lực, tức là anh ấy đánh thì chạy nhá. Không là mình thiệt thân. Chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo, Hà Tĩnh đâu ạ? Tôi muốn hỏi chương trình hoặc là gặp bác sĩ Phương hỏi nguyên nhân vì sao mà đứa con gái tôi đấy nó không nghe đài nên nó không nhờ bố hỏi là bảo tại sao mày đặt vòng cách đây mấy năm rồi mà lấy vòng, cỡ 10 năm rồi lấy vòng ra mà đến hiện nay 2 tháng rồi mà vẫn không thấy có bầu đấy. Nguyên nhân vì sao? Nếu thế thì do nguyên nhân thì khám, mà nếu đi khám thì khám ở đâu và khám ở khoa nào đấy thì biết được vì nguyên nhân nhưng mà không có bầu đấy. Con đứa gái anh năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm năm nay là gần 38, gần 40 nè. Rồi 38-40 tuổi thì là đặt vòng đấy, có con đấy. Đặt vòng bao cách đây bao lâu rồi? Đặt vòng cũng chán năm rồi, cũng 10 năm rồi. Đặt vòng hàng chục năm, bây giờ tháo ra thì tháo ra lâu chưa? Tháo ra là cỡ vài tháng hoặc tháng như thế đấy. Về để đặt ông để nhưng mà thêm đứa con mới là cả đứa mà. Rồi thế mà để tận 38-40 tuổi mới đền đòi đẻ tiếp thì những người mà không đặt thì cũng còn khó huống hồ. Bác sĩ Phượng sẽ trả lời để anh không băn khoăn thắc mắc nữa nhé. Rồi xin chào anh. 38-40 tuổi rồi mà chuyện này phải nhờ bố hỏi chán nhỉ. Vâng. Nó bác không bao giờ nghe đài đấy. Nó không nghe đài thì bây giờ nó gọi nó hỏi thì còn biết hỏi thêm những cái thông tin nào khác nữa chứ. Bây giờ bố thì chẳng nhẽ bây giờ hỏi thêm thông tin thì bố lại không biết được. Nhưng mà thôi, nó ngại ngùng thì hôm nay mình cứ biết câu chuyện là như thế. Thế còn nếu mà nó muốn biết thêm thông tin thì bảo con phải hỏi trực tiếp đi để người bác sĩ người ta có muốn hỏi cái gì thì con biết đường mà trả lời chứ bố sao biết, đúng không? Thì nó không, hôm nay không có đây à? Thì nó không có đấy. Thế ví dụ như bây giờ muốn hỏi là trong 10 cái năm kia kìa, đặt vòng thì có viêm không, có nhiễm ở đâu không, hay có như thế nào không? Thế này bác sĩ ơi, nó bảo lấy vòng đó là vòng phần không can gì là không vòng chả làm sao, nhưng mà cái dạ con nó làm sao thì làm sao. Đấy, ví dụ như thế nhá. Thì bây giờ như này, mới lấy vòng ra được có 2 tháng. Thì mà vẫn chưa có em bé, đúng không? Thì không vội vã được, cứ bình tĩnh. Cùng với sự bình tĩnh là đi khám. Vậy thì đi, anh lại hỏi là đi khám thì đi khám ở đâu? Vậy lấy vòng ở đâu ra? Đặt vòng ở đâu và đi ra đâu lấy vòng? Ở bệnh viện huyện ấy, là đặt ở bệnh viện huyện, thì lại ở bệnh viện huyện. Lại ra bệnh viện huyện khám. Nếu mà bệnh viện huyện mà thấy rằng là khó không chẩn đoán được thì bệnh viện huyện lại chuyển lên tuyến trên. Thì mình đi theo như thế thì nó lại còn theo cái trục bảo hiểm nhá. Bệnh viện huyện là có cái khoa sản là cũng tốt rồi. Mình cứ đi từng bước một. Ví dụ như là đi siêu âm đi, xem sau khi tháo vòng thì cái tình trạng dạ con của mình nó như thế nào. Đó, nhá. Thế và nếu mà họ nói là ôi bình thường, cái chỗ đặt vòng nó tốt lắm, nó đẹp lắm, không có vấn đề gì cả. Nói tóm lại là về mặt cơ quan tổ chức thì là không có vấn đề gì cả. Thế thì 38-40 tuổi rồi, có thể lúc đấy bảo ôi sao nhưng mà bỏ ra rồi mà nó vẫn chưa có thai. Thì mới có 2 tháng thì nó cũng hơi sớm để mà mình mong mỏi được cái chuyện đó nhá.
thì đôi khi thì người ta bảo là đợi thêm vài tháng nữa, hoặc là người ta bảo ô thế thì ở cái tuổi này rồi, thế tôi giới thiệu chị lên cái tuyến trung ương nhá, để xét nghiệm nội tiết xem như thế nào. Mình cứ lên bệnh viện huyện, mình tháo vòng ở đấy, à họ có hồ sơ rồi, bảo đấy cái tháng đấy, ngày đó ngày nọ thì tôi đã tháo vòng rồi, thế mà về làm sao mà cứ không, vẫn chưa có thai. Chị kiểm tra lại hộ xem là tháo vòng ra rồi thì nó như thế nào. Thì người ta sẽ biết, người ta có chuyên môn, người ta sẽ biết là sẽ phải làm cái gì đó với một cái người sau khi tháo vòng và mong muốn có thai, để người ta tiếp tục khám và tư vấn các bước tiếp theo. Hay là người ta do chồng hay là chồng bị tai biến không có thai không? À, tai biến thế ở phía dưới có hoạt động không? Hay là liệt hết? Có lẽ có đấy, vẫn hoạt động. Ôi, thế lại có lẽ thì bây giờ biết làm thế nào? Chồng bao nhiêu tuổi? Chồng năm nay cùng sinh 76, năm nay cùng hơn 40 rồi. À thế hả? Đấy, nó lại thêm một cái yếu tố đấy nữa. Nhưng trước mắt cứ thử con gái mình đi khám đi đã, xem bình thường chưa nhá. Thế xong là cứ lần dần đi tìm nguyên nhân dần. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chào anh nhé. Dạ, em nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ, em lập gia đình cũng được 3 năm rồi. Cuộc sống thì cũng ổn định. Hai con hạnh phúc. Nhưng mà trước khi đến với em là vợ em không còn là con gái nữa. Nhưng mà người khổ nhất là người ấy là không sao lại với em. Mỗi khi mà gần gũi thì em cảm thấy mình... sao đâu, thương càng ghen thì cũng không bao nhiêu. Em hỏi là mình làm thế nào để quên đi những cái ấn tượng xấu trong suy nghĩ của mình. Các bạn lấy nhau bao lâu nhỉ? Dạ, em cưới được 23 năm. 23 năm đúng không? Ô thế dạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 46 tuổi. À, 46 tuổi, thế trong 23 năm mỗi lần cứ quan hệ với vợ là tưởng tượng ra cô ấy đang quan hệ với người yêu cũ của cô ấy à? Dạ, khi mà em đi nói của ấy rồi là em có quan hệ, em đã biết cô ấy là không còn con gái. Em hỏi là cô ấy cũng khai thật, chắc cô ấy không nói, nhưng em hỏi cô ấy mới nói. Đã nhiều lần. Nhưng mà trong lúc đó thì cô ấy đã có thai. Em không thể bỏ con em được. Từ đó là về sống nhà thương càng thương nhiều lần, là cái quá khứ nó hiện về thằng em. Rồi. Nhưng sống rất sung túc và hạnh phúc. Rồi. Dạ. Thế nhưng mà vẫn cứ ám ảnh cái chuyện cũ đúng không? Dạ. Thế là mấy con rồi? Dạ, hai đứa. À. Thế là con vậy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc phải 22-23 tuổi rồi đúng không? À, ra từ nghề làm bên ngành du lịch tên. Còn thành nữa thì là bên ngành công nghệ môi trường. Rồi, hai đứa con đi làm rồi cả. Thế bây giờ là bạn muốn quên đi cái chuyện cũ đúng không? Ám ảnh trong bao nhiêu năm nay mà không quên được đúng không? Nhiều lúc vợ chồng ngủ anh cảm thấy nghe lạnh nhạt hay lạnh cảm. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, em cảm ơn. Rồi, xin chào, 45, 46, lấy vợ 23 năm, con đã hai đứa đều ổn định cuộc sống, đi làm và nói chung là cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đúng không? Không đánh cãi, chửi nhau, không có lộn bậy gì, không ai cặp bồ, cặp bịch gì, đúng không? Bởi vì càng hạnh phúc cho nên em càng quên. Giá như cô ấy lấy em rồi, sau đấy cô ấy ngoại tình với một người đàn ông khác, thì thôi, mình còn có lý do để mà mình ghen rằng cô ấy không chung thủy, cô ấy phản bội mình và mình thấy mình thiệt thòi. Còn đây mình đến với người ta đã có một đời người yêu và người ta đã có quan hệ tình dục. Và mình cũng biết rồi và mình đã lựa chọn xong rồi. Bây giờ sống với nhau 23 năm cũng dù cô có mất trinh hay là còn trinh thì cuộc sống vẫn vậy mà. Đúng không? Thế thì qua đó để chứng tỏ rằng là kể cả người phụ nữ mất trinh rồi, cuộc sống gia đình vẫn cứ hạnh phúc như thường. Vì cái chuyện trinh tiết bây giờ đối với em là không quan trọng. Nhưng mà mỗi khi em ra đường em gặp ngỡ thì em cảm thấy xấu hổ, tự trong lòng mình cảm thấy như vậy. Mình xấu hổ với người khác, mình cứ nghĩ rằng người ta biết mình là thằng đàn ông mà đi xài cái đồ lại, xài cái đồ cũ, xài cái đồ second hand đó hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Trời, cái đầu cổ hủ quá. Người ta còn mấy cái ông chồng mà với cái cuộc sống hiện đại bây giờ rất nhiều đôi vợ chồng ly hôn nhau. Người ta đến với nhau là anh đã có một đời chợ vợ, em cũng có một đời chồng rồi, người ta thương nhau, người ta lấy nhau tiếp, cuộc sống vẫn ok cơ mà. Đó. Cái đầu em đồ suy nghĩ em cũng rất là thoáng lắm, nhưng mà thà như cô ấy lấy vợ chồng hay ly hôn rồi em đấy, đó là mình chấp nhận. Đấy, chấp nhận trai em mình đâu. Đây mà
Tại vì khi mà đi hỏi đi nói nhau rồi, lúc đó em mới biết là cô ấy đã có nhiều lần với người yêu cũ. Trời ơi. Em đối diện hơn ngay. Thế thì em lỗi tại em lúc ấy biết rồi mà mình cũng không có bỏ gì để mà sống hai mươi mấy năm xong mình tự mình hành hạ bản thân mình. Trước hết là mình là người ngậm thuốc độc ở trong mồm mình và thuốc độc thì nó ngấm vào người và mình là người khổ nhất. 23 năm nay, cứ mỗi lần người ta ngủ với vợ, người ta chỉ mong muốn làm sao có những giây phút thăng hoa, đã đời. Thì mình lại nghĩ đấy, trời ơi, trước đây có cái thằng nào nó vầy vò vào đây rồi. Thế là mình tự làm khổ mình. Chưa kể lúc mà mình lại còn buột miệng mình nói ra, có lúc nào mình nói xúc phạm gì đến cô không? Ví dụ như là... Đôi khi em nói giỡn, vợ chồng vui vẻ, em nói giỡn anh kêu, ta xa lại cái đồ họ bỏ đi. Tao xài lại cái đồ bỏ đi á. Dạ, em nói giỡn thôi. Trời ơi, thật ra thì chẳng có cái cách nào để mà ai thay em hay giúp em làm cho em tẩy não em được đâu. Chỉ có điều mình suy nghĩ tích cực đi. Ôi, hóa ra là, đấy cũng còn may. Cô ấy khai chứ nếu mà vỡ phải cái cô vợ mà cô ấy cứ không thật thà ấy mà. Đầy những người người ta không thật thà ấy. Người ta có đi với trăm ông rồi chăng nữa mà hỏi rằng là ấy, em thật ra thì những lần trước đấy chưa phải là yêu đương, chúng em cũng mới tìm hiểu nhau, mới có cầm tay thôi. Thì mình đâu có biết, mình phải đánh giá cao là cái cô nhà mình ấy thật thà mới có hỏi thế mà đã khai là em ngủ mấy lần với người yêu cũ. Thế thì mình phải thế vào để cái tội của người ta thật thà mà lại vì cái thật thà đó mà mình dằn vặt người ta thì có phải nó không đáng không? Thế đôi khi, thế, bởi vì thế này này, nếu như nghe đài mà, nhiều người phụ nữ nghe đài qua cái của em sẽ thấy là hóa ra cái sự thật thà, mang họa vào thân thì tốt nhất là sẽ cứ nói dối đi. Thế cho nên là đấy, cho nên nhiều người đánh chết không khai là vì như vậy đấy. Bởi vì khai ra rồi lại không được ghi nhận là cái sự thật thà mà còn bị ám ảnh, còn ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Suy nghĩ tích cực, nhìn một cách tích cực đi, đời còn nhiều thứ để mình lo, sao mình cứ đắm chìm vào cái chuyện là rách rách với lành lành còn hay mất như vậy. Vợ mình 23 năm nay chung sống với mình tử tế, không bồ bịch gì. Đầy những người mà lấy nhau trinh còn nguyên đấy, nhưng mà về nhà rồi rời mình ra thì nó đi hết, thì ông nọ ông kia mắt mình không thấy thì mình đâu có biết. Thế cho nên là nhìn các thứ cuộc sống nó thoáng đãng lên một tí nhá. Thế còn ngồi đợi để bao giờ quên đi thì xin lỗi, là một là sau này đến lúc mình già mình bị mắc cái bệnh gọi là Alzheimer ấy, tức là nó mất trí nhớ ấy, thì nó mới quên được. Còn thì mình còn minh mẫn, mình đánh lạc hướng đó, mình nghĩ sang cái hướng khác đi. Mình rất là hạnh phúc, vợ mình là người thật thà, hỏi tí khai ngay. Trông bao nhiêu cô mặt hoa da phấn kia tưởng là còn trinh còn trắng, nhưng mà thật ra mất từ lâu rồi, nhưng cô không khai đi thôi. Đấy, mình cứ nghĩ thế cho nó dễ chịu nhá. Mình phải là người thay đổi cái đầu của mình chứ không có ai thay đổi được. Hãy nhìn được. Hiện tại và tương lai mà sống, đừng có cứ hai mươi mấy năm rồi không quên được cái chuyện đó thì mệt quá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống và cuộc sống gia đình vợ chồng hạnh phúc nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Alo. Alo. Vâng ạ. Chào anh có thể trình bày câu hỏi của mình đi. À, tức là 10 năm nay sống độc thân, vợ đẹp phôn khôn nên vợ tôi đi giúp việc ở Hà Nội, bây giờ quen chủ nợ chủ kia, bây giờ không về với tôi, con cái tôi cũng bỏ tôi hết, mà tôi sống độc thân 10 năm nay chị ạ. Vâng, thế bây giờ thì điều anh gọi đến chương trình thì điều anh mong muốn là gì ạ? Vậy nên là đấy là như vậy nên là tôi muốn là chương trình tư vấn cho tôi là bây giờ năm nay tôi 63 tuổi, vợ con coi bỏ tôi thì rất muốn tìm đến một người để nương tựa vào nhau, nhưng mà tôi muốn nhờ chương trình để kết bạn với những người răng dở cuộc đời như tôi ạ. Vâng, cái mong muốn của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ chia sẻ và xem là có giúp gì được cho anh không ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Chào anh ạ. Vâng, chào anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, 63 nhưng mà sức khỏe còn khá không anh? Nhưng theo với anh tôi thì người là cao 1m60, trung bình là nặng 57 cân, tức là chỉ gọi là ốm vặt thôi, đến lại ốm về tư tưởng vì mất vợ con 10 năm này ạ. Vâng, ăn được ngủ được rượu bia có không? Tức là ngủ thì ngủ được, nhưng ăn thì bữa ăn bữa nhịn vì ăn vào ăn gì thì bỏ đấy, nhưng mà ăn vào thì phải thải ra, vì không có vợ con nên tôi mới phải buồn bã như thế này mới nhờ chương trình em Đinh Đoàn ạ. Vâng, anh sống một mình à, có ngoài ra có ai nữa không? À dạ không ạ. Thế hả? Con cái nó bỏ rơi tôi hết, tức là nó chỉ chờ tôi chết về nó hưởng tài sản với vợ thôi ạ. Có thật không anh, nói nghe có vẻ nó cứ thật không anh?
Dạ tôi nha, nếu anh cho phép thì tôi nói thế này thì anh mới hiểu được này. Tôi vợ tôi đi 3 năm giúp việc xong bắt đầu vì quen chủ nọ chủ kia con cái thôi. Thế là tôi để viết lên đài, bạn nói chúng tôi phát sóng mùng 4 tháng 9 2013 giới thiệu tên tuổi tôi hẳn hoi ạ. À thế ạ, vâng. Thế này này, bây giờ thì thật ra thì không giúp gì được anh nhưng mà có thể mách một vài nước. Nếu như giao lưu kết bạn này, kể cả kết bạn với những người phụ nữ giang dở này, rồi kể cả không phải là giang dở mà không phải là phụ nữ mà kể cả những bạn gái trẻ cũng có. Vâng. Tuy nhiên thì về mặt pháp luật thì anh vẫn là người đang có vợ đúng không? Cho nên vâng là ạ. Nếu như anh mà có kết một cái cô nào và có ý định là đưa cô về nhà mình sống thành vợ thành chồng thì rất là khó. Vợ con có thể bỏ mình nhưng mà khi nó người ta thấy anh có một người phụ nữ đến ở nhà mình, người ta sẽ về, người ta sẽ làm ầm ĩ lên. Và lúc đấy về mặt dở, về mặt lý ra thì anh không thể bảo là do người ta bạc đãi với anh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa ạ. Em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Và em lấy vợ được 10 năm rồi ạ. Vâng. Tại giờ bây giờ vợ chồng em giống như là chỉ là những người ở trọ với nhau ấy. Thế ạ. Kiểu giống như là trong công việc em làm gì hay em đi đâu, tiền nong như thế nào ra hay nhập vào thế vợ em không quan tâm. Có nghĩa là em thích làm gì em làm, em thích đi đâu, em thích cặp với ai em làm. Như thế. Đúng rồi, em có hai đứa con gái rồi. Vâng. Thế cái đầu nhà em thì năm nay 8 tuổi. Nhưng mà em thì có con một mình mẹ em á. Mẹ em lại kỵ cái chuyện mà vợ chồng ly hôn tại vì bên ngoại nhà em ra giáo ấy. Vâng. Bây giờ em muốn hỏi chị là em có nên tiếp tục cuộc sống như thế nữa không hay là em nên dừng lại? Vâng, hiện tại thì bạn thấy là tình cảm vợ chồng rất là nhạt nhẽo rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì còn một cái rào cản đó nữa là dư luận xã hội rồi là những cái áp lực từ phía gia đình, đặc biệt là từ mẹ của mình. Và gửi tới chúng tôi một câu hỏi rất là khó. Đó là có nên tiếp tục với cuộc sống như thế này nữa hay không? Câu chuyện của bạn sẽ được gửi tới anh Đinh Đoàn ạ, chuyên gia tư vấn của chương trình. Anh sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, xin chào em. Em chào anh ạ. Vợ em có làm gì không? Vợ em thì ở nhà chỉ có chăm con và chăm sóc việc trong nhà thôi. Chăm sóc việc trong nhà. Có hay đi chơi đi bời tiêu hoang tiêu phí để đủ đởn bạn bè cà phê cà pháo rồi suốt ngày cắm mặt về điện thoại rồi chat chít hẹn hò gì không? Không, vợ em cái đấy không, có nghĩa là lên mạng thì vẫn lên bạn bè nói chuyện bình thường thôi, còn lại không có cái thói là đi chơi ra ngoài thế này kia. Anh hỏi như thế bởi vì thế này này, rất nhiều đôi vợ chồng lại những ông chồng ước được như bà vợ nhà em ấy. Thôi, đàn bà con gái, cái việc kinh doanh biết gì, cứ để cho ông ấy lo từ đầu đến cuối, mình là phụ nữ làm hậu phương. Cửa nhà quạnh quẽ tử tế, lo lắng cơm nước chăm con để cho ông ấy yên tâm kinh doanh. Thế còn thì biết cái gì mà bàn, chẳng nhẽ là con nhảy bổ ra để đòi làm kế toán cho ông ấy à? Thế và rất nhiều ông chồng mà khi vợ tích cực là rất lại muốn có chuyện gì vợ chồng cũng bàn nhau. Thế rồi thậm chí là vợ còn đòi quản từ đầu vào đầu ra thì ông chồng rất là khó chịu. Thế nhà mình thì lại ngược lại là cô vợ có vẻ cũng hiền lành. Và bạn ấy có lẽ là cũng là người vô tâm vô tư, quá tin tưởng ở chồng, cho rằng chồng mình giỏi giang, thôi thế cũng được rồi. Cũng chẳng bao giờ phải đến mức độ mà sập tiệm rồi phải vay ngân hàng để mà chạy ngược chạy xuôi hay là nay có bọn đầu gấu đến đòi nợ, mai đầu gấu đến đòi nợ đúng không? Công việc của mình nó cứ đều, thu nhập nó ổn định, thế thì cô ấy vô tư thôi, hoặc là vô tâm thôi. Chứ cũng chả phải là người xấu xí hay là không có tình cảm nhạt nhẽo gì. Thế thì đấy là một cái điểm rất là tốt. Còn thì mình thì mình mong muốn rằng này, vợ chồng ở với nhau 12 năm rồi lại còn không đi đâu nữa. Ví dụ như chồng công tác ở một nơi, vợ công tác một nơi, lâu lâu với thứ bảy chủ nhật với gặp nhau, ăn được bữa cơm với nhau, nó cũng là cả một vấn đề chẳng hạn. Thế còn đây thì vợ chồng thì ở nhà suốt, thế ra vào gặp nhau, cuộc sống nó cũng cứ đều như thế thì mình mấy năm nó làm gì còn có những cái sự hấp dẫn nữa. Thế thì mình có muốn hấp ấy, mình phải là người khơi lại thỉnh thoảng thôi. Thôi mệt quá rồi, để giao cho em này nhá, em lo cho anh cái mảng chuyên là cứ cái đội mà nó đến nó nhập hàng ấy
có thể là rất là nhiều mặt hàng. Đây anh thì cái ví dụ thôi, cứ cái mảng thuốc lá này với rượu ngoại là em để ý cho anh vì hai cái hàng là quan trọng. Ghi chép sổ sách nhập vào bao nhiêu thế bao nhiêu. Thế xong được cô quen dần thấy say mê. Rồi lại nay thấy nhập hàng, thấy hôm qua vừa nhập 100 chai rượu ngoại, hôm nay còn có 50 chai bán, ngày hôm qua nóng thế mà bán được 50 chai, thấy nó biết cuốn vào công việc. Dần dần rồi mới mở rộng ra, thì chồng làm giám đốc, còn vợ thì làm kế toán trưởng. Vậy thì hai vợ chồng nó sẽ có những cái gọi là cùng lo toàn. Ví dụ công việc hai vợ chồng cùng bàn nhau, đấy em ơi, thôi 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 đợt này là không nhập cái hàng này nữa. Đấy em thấy không, nhập bữa trước về có bán được đâu. Tức là nó có cái để mà nói thì vợ chồng nó mới gần gũi. Thế rồi thỉnh thoảng thì đóng cửa hay là thuê thêm một cô nào cô trông coi cửa hàng, vợ chồng đi xuống Sầm Sơn, FLC ngủ một bữa cho nó mát mẻ cả vợ chồng con cái. Tức là nó thay đổi không khí đi. Chứ anh nghĩ rằng cô này không phải là một cô hư hỏng hay là tồi tệ gì, mà chỉ là một người quá tin tưởng, lùi lại phía sau để chồng tiến lên phía trước. Thế nên là bây giờ thì còn con nó còn nhỏ thì thôi để đưa đi đón về rồi lo bữa trưa cho chúng nó. Nhưng mà rồi con sẽ lớn dần lên, và lúc ấy chỉ còn có hai vợ chồng đó. Cho nên là tập dần đi nhá. Mình là thầy giáo đi. Nha. Dạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có thêm một cái chút bí quyết để có thể giữ lửa được hạnh phúc gia đình của mình ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhá. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Cao Bằng. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Cao Bằng ạ. À, chị cho em hỏi bảo là như là mỗi khi con hệ với vợ là để khi nào mới có em bé được gần gì chị? Bạn mới kết hôn à? Ừ. Vâng, và rất là muốn có em bé đúng không? Vâng. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Em kết hôn được bao lâu rồi? Em có từ năm ngoái rồi. Được gần một năm rồi, chưa có con, đúng không? Vâng. Bây giờ sốt ruột. Thế hai vợ chồng có ở gần nhau không em? Vâng, cô đấy đi làm công ty đây. Cô đi làm công ty, cho nên là thỉnh thoảng mới gặp nhau, mấy tháng gặp nhau một lần em? Mấy tháng, nó có lúc thì không gặp bao giờ, lúc thì xuống, lúc con tháng thì... Rồi, tức là không gặp nhau thường xuyên, đúng không? Bây giờ hỏi rằng là quan hệ như thế nào... Thì để có em bé như thế nào có nghĩa là vào thời điểm nào, đúng không? Ừ. Gần một năm rồi mà chưa có thai. Tuy nhiên rằng là chưa đưa ra được kết luận gì là cái khả năng không có thai hay nói cách khác là vô sinh. Nhưng hoàn cảnh của hai em là gì? Là ở xa nhau. Thế thì cái khó là này, thỉnh thoảng mới gặp nhau nhưng mà lại gặp nhau vào cái lúc mà nó không đúng cái chu kỳ kinh nguyệt, tức là thời kỳ rụng trứng của vợ. Ừ. Cho nên là nó không có hiệu quả. Vì vậy nếu như mà muốn có thai á, nhanh chóng, tức là muốn có thai sớm thì cái quan hệ vợ chồng ấy mình phải tính một chút. Ví dụ như em ở xa thì mình hai vợ chồng trao đổi với nhau là chu kỳ kinh nguyệt của em bao nhiêu ngày. Như vậy tính toán ra thì là cái ngày rụng trứng là ngày này này. Vậy thì vào cái ngày rụng trứng ấy thì 2-3 ngày quanh đấy thì mình về và quan hệ vào những ngày đấy thì xác suất có thai nó sẽ là cao nhất. Chứ còn nếu mà lại ở xa nhau xong thỉnh thoảng mới quan hệ mà lại không tính toán cẩn thận ấy thì cái khả năng mang thai thì nó lại chậm hơn những cái đôi khác là họ cứ gần nhau thường xuyên đấy. Vâng, chúc các bạn sẽ sớm có tin vui ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lào Cai ạ. Dạ vâng ạ. Câu hỏi vâng, của bạn gửi tới chương trình là gì đấy ạ? Em có một cái tâm sự đấy là vợ em ấy thì em hai vợ chồng đều là giáo viên, nhưng mà vợ thì phát hiện ra cách đây tầm khoảng một tháng là vợ của một người báo tin cho em là vợ em ngoại tình. Vâng. Thì thắp nắm được thông tin thì vợ em đã có ngoại tình, hoạt động ngoại tình cách đây tầm khoảng hơn năm lừa dối em. Em rất là buồn. Em không biết làm thế nào mà gọi điện đến chương trình xem là tư vấn cho em để lên như thế nào. Vâng. Nên trả thù tình địch không? Rồi thì có nên bỏ vợ hay không? Vâng. Hay là tiếp tục tha thứ cho vợ để sống? Vâng. Xin rất là chia sẻ với tâm trạng của bạn. Và nhiều khi em muốn tự tử, em không muốn sống nữa. Vâng. Đúng là đứng trước cái thông tin như vậy thì rất là bối rối. Tuy nhiên thì
nhiều khi cái sự bối rối trong những cái hoàn cảnh như thế này rất là dễ gây ra những cái hành động dại dột. Thì bạn hãy cứ bình tĩnh nhé. Và cũng rất may là bạn cũng đã kết nối với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn. Sau đây thì anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, anh chào em. Dạ, chào anh ạ. Hai vợ chồng giáo viên, em nghỉ hè rồi đúng không? Dạ, em đang nghỉ hè. Hai vợ chồng có cha con chưa? Em có hai cháu rồi ạ. Ồ thế à, ba bố con đưa nhau đi chơi đi hoặc là cả nhà đi đâu chơi đi, ờ, đi đây đi đó đi đã. Việc đầu tiên anh muốn nói là có hai việc không bao giờ làm. Thứ nhất là tự tử. Sao lại phải tự tử? Cái cuộc sống là một thứ mà vô cùng quý giá, không có gì đánh đổi lại được. Buồn cũng không được tự tử. Nhiều người đấy, người ta ốm đau bệnh tật, bán cửa bán nhà, bán trâu bán bò đi để người ta cấp cứu, để người ta cần lấy một sự sống. Thậm chí có những người bị mắc bệnh ung thư, bán hết cả gia tài điền sản đi chỉ để mong muốn kéo dài sự sống được thêm 1-2 năm nữa. Vậy thì việc đầu tiên mà mình là thầy giáo rồi, việc gì phải chết chứ, việc ấy cắt không bao giờ. Mà đánh mình còn không muốn chết, muốn chi mình còn tự chết. Cái việc thứ hai là không bao giờ nên làm, đó là đi trả thù tình địch. Trước hết là chẳng biết là người ta có vi phạm cái gì hay không, nhưng mình là người đầu tiên vi phạm, đó là hành hung người khác. Thế tự nhiên thì rồi đi trả thù người ta xong rồi mình bị công an bắt rồi, mình đi tù, thế là ở nhà lại có phải là để giống như lớp bỏ trống để cho người khác làm chủ nhiệm không? Đúng không? Rất nhiều vợ và tin vợ 100% luôn. Em không bao giờ em nghi ngờ cái chuyện này cả, vì cái nỗi đau này nó quá lớn đối với em. Nó đột ngột. Chứ còn thì em nói chi tiết một chút đi. Ai báo với em rằng vợ em ngoại tình mà ngoại tình với ai? Em đã nói chuyện với vợ chưa? Vợ đã thú nhận đến mức độ nào? Hay là chỉ có cái đồn đồn như thế? Hay là thông qua vài cái ảnh chế, ảnh nhất gì ở trên mạng? Em nói kỹ đi. Vợ của tình địch gọi điện cho em. À, vợ của cái anh kia nghi ngờ rằng là chồng cô ấy với vợ mình. Cho nên là báo cho mình biết. Và mới đầu thì em cũng theo dõi, phối hợp cùng với cô ta theo dõi để bắt quả tang, nhưng mà công việc nó không thành, tại vì em không làm, nhưng mà nó mất dấu nên hôm đấy nó không bắt được. Về nhà thì em mới hỏi vợ, thì vợ cũng đã thú nhận với em. Hôm trước thú nhận và 3 hôm sau thì lại phủ nhận. Đấy, thế thì em lại rất là bực tức nên em đã đánh vợ. Em đánh một trận rồi. Đánh một trận thì cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nữa, thì em cũng sinh ra chán. Chán thì cũng ông bà nội, mà ngoại nó đang giải quyết động viên rồi, nhưng mà thật sự là cũng rất là khó sống. Bây giờ thì nỗi đau thì nó cũng giảm dần rồi, nhưng mà em cũng không biết là mình có nên tiếp tục hay là không, bởi vì là cái cảm giác mà khi mà mình sống với vợ thì cái hình ảnh của cái người kia với vợ mình lúc nào nó cũng ám ảnh đầu mình ấy. Đúng không? Em không biết làm thế nào để em quên được. Rồi. Mặc dù vợ em cũng nói là hãy cố quên đi, nhưng mà em không thể quên được. Thật sự là như thế. Vâng. Thế xong rồi về thì sau khi mà mình thôi cái gọi là đánh vợ đấy, thì vợ khai thế nào? Rằng là anh kia anh ấy lừa em, hay là hôm ấy em say quá rồi anh ấy rủ em đi, hay là thật ra em cũng có tí cảm tình với anh ấy, hay là làm sao? Anh cô có giải thích nào? Đánh đấy là hôm đầu tiên là về em hỏi cái thì đã nói ngay rồi. Nói ngay rồi, không phải đánh tiếp gì cả. Rồi, nói xong rồi mới đánh. Nói xong mà xong em tha mà. Em bảo là bình thường. Nhưng mấy hôm sau thì em đi trực bán chú học sinh thì em chỉ bảo rằng là ở nhà là không nhắn tin nhé. Đấy, đừng có nhắn tin linh tinh nhé. Thì em nói mỗi thế thôi, thì bắt đầu quay ra là bảo là cái này thì là em với nó chẳng có gì. Đấy thì lại phủ nhận như thế. Em bảo là sao không có gì. Thế hôm nọ vừa thú nhận anh xong, bây giờ lại nói không có gì. Cô ấy thú nhận thế nào? Quay ra em mới vả cho, em mới tát cho. Cô ấy thú nhận thế nào? Cô thú nhận là em đã từng đi lại rồi, xong rồi cho vay tiền. Vâng, đấy, cho người đấy vay tiền, cho cậu kia vay tiền này. Thế rồi là và thế thời gian thì theo phỏng đoán của em với lại vợ của cái người kia thì chắc tầm khoảng độ hơn năm. Tiền có lớn không? Số tiền cũng vài chục triệu rồi. Vâng, mà cái người này thì cũng làm công dân và xấu tính lắm, mà cờ bạc rượu chè trai gái đủ loại, vợ nó cũng chán mà. Tất nhiên thế này, anh biết là lúc này nói rằng là quên đi hay bỏ qua đi thì khó lắm đấy, bởi vì mình là con người, mình lại có cái não muốn, nhưng mà không phải lúc nào cái muốn của mình cũng có thể thực hiện được. Chỉ có điều rằng mình cứ coi những cái trường hợp xảy ra với mình nó như một cái vụ tai nạn, mà đã là tai nạn là bất ngờ, thế thì tai nạn nó cũng đã xảy ra rồi,
bây giờ coi như là mình nằm viện. Thế thì cái việc là bây giờ cân nhắc cái việc là cắt cái chân ấy đi, hay là thôi thì bó bột xong chịu phải nằm 6 tháng rồi dần dần nó lành, rồi sau đấy nó đi cả nhắc một tí, tấp tỉnh một chút, rồi dăm 3 năm sau vẫn đi được. Hay là cắt hẳn. Đó. Thế thì... Vâng, em cũng băn khoăn ở đấy. Ồ, bỏ thì dễ thôi. Rất dễ. Em có thể viết đơn rồi. Nhưng mà rồi sau khi bỏ thì được cái gì? Nói thế chứ, cái chuyện của em chẳng ai mong muốn là mọi người để bảo là có vợ ngoại tình, đúng không? Người tốt thì người ta thương mình, ta bảo là con vợ hư. Nhưng mà cũng sẽ có người nói rằng là chắc mày cũng chả ra làm sao, cho nên vợ nó mới thế. Ở đây các cụ nói với câu xấu chàng hổ ai hay là xấu vợ thì cũng chả đẹp gì mình. Thì cũng sẽ có nhiều người mà chắc mày làm chồng nhưng mày làm chả tử tế, mày không được, cho nên là nó mới thế nọ thế kia. Cũng không có hay ho sung sướng gì mình. Nhà sẽ chia đôi ra, hai đứa, đứa theo bố, đứa theo mẹ. Chắc chắn cái đấy thì không cần nói, em cũng biết rồi. Em lại về, em lại một nách, bên này là con nhỏ, bên kia là mẹ già. Mà mình thì còn trẻ, cũng sẽ lại phải lấy vợ nữa, đúng không? Thì anh nghĩ là thế này, việc nào bây giờ cũng đều khó, việc gì cũng thấy nó cũng chán. Bỏ thì cũng rất nhiều những cái trăn trở. Nhưng mà để yên mà ngồi im mà ngậm miệng thì cũng phải lâu lắm. Không biết lúc nào nó mới được. Anh ạ, em toàn mất ngủ thôi, vâng. Cũng như đêm nay em trằn trọc rồi. Mà em không còn tâm lý đâu để mà dạy học nữa. Thật sự là cuối năm vừa rồi thì em sắp sửa em đột quỵ luôn. Vâng, em sắp nghe trong cái tin đấy mà em sắp sửa quỵ ngay dưới với mục giảng rồi. Rồi, mình là tử tế lành lặn, mình tin tưởng, mình không bao giờ ngờ lại có chuyện đó. Và thế cho nên lúc nó xảy ra thì nó đột ngột quá thì đúng là mình sốc. Nhưng mà đấy em nói rằng cho đến bây giờ thì nó cũng đã hơi nguôi nguôi một chút. Với một cái thời gian như thế, với một cái lỗi mà vợ ngoại tình ấy, đối với đàn ông là một cái cú giáng phải nói là kinh khủng lắm. Thế mà mình cũng ổn định lại rồi, ổn định phần nào rồi. Vậy thì thứ nhất là chờ đợi thời gian, một mặt khác thì mình phải gọi là mình khởi động lại, mình làm cho cái vợ chồng tức ấy, nói chuyện luôn, thậm chí là có thể mắng cũng được, nói rõ nhiều để cho nó xả nó hả. Còn hơn cái người mà khi bị có những cái cảm xúc tiêu cực, cứ ngồi đấy bóp chán bóp đầu rồi vuốt ngực rồi cái cục ức nó đến cổ rồi bắt đầu mới nghĩ rằng là đau rồi cay thì nó lại càng cay hơn. Cũng giống như người ta ăn phải có ớt rồi thì không có nghĩa là ngồi đấy kêu xít xoa, mà phải gì uống cốc nước lạnh để cho đánh lạc cái cảm giác, nó mát mát ở miệng thì nó đỡ cay hơn, đúng không? Thế bảo là ban nãy anh bảo thế hè hiếc thế này, cả hai thầy cô đều là giáo viên ấy, gia đình tổ chức mà tour đi đây đi đó, tùy cơ ứng biến, tùy khả năng kinh tế mà mình có đi xa đi gần, rồi ở khách sạn 5 sao 7 sao hay thậm chí chỉ cái nhà nghỉ cũng được, miễn là gì ạ? Để cho nó gắn kết lại, để cho thấy rằng là đấy, nhìn thấy không, hai đứa con nó chạy tung tăng với bố với mẹ. Thế mà nếu mà bây giờ mình xẹt cái mình ký thì thôi, cả cái nhà này tan nát, cả cái gia đình này nó đổ vỡ, mình mới nhận thấy cái giá trị. Thôi thì cái nhà ấy nó có dột sạt lở một cái mảng bê tông nào đó, người ta cũng đi mua bao xi măng về, người ta gọi thầy gọi thợ đến để chát chít lại ở, chứ không phải cái nhà mà thấy dột cái phá luôn đi để xây nhà khác. Xây nhà khác cũng tốn kém lắm mà đã chắc gì ngộ nhỡ bây giờ thợ thiết nó làm con ra làm sao. Nhà thì mới đấy nhưng mà rồi ba bữa cũng dột thì còn chết nữa, đúng không? Ở với nhau được mười mấy năm, hai người đều là người có học hành và công việc không phải là có thể dễ làm giàu, nhưng mà cũng là dạng ổn định ở trong xã hội, ở cái vùng tỉnh lẻ hoặc nông thôn, mà hai vợ chồng là thầy giáo, cô giáo dễ thở lắm, lương ở trên phụ cấp tới 70%, đúng không? Cao phết, hai vợ chồng tháng gần 20 triệu là mơ ước của rất nhiều gia đình. Hãy trân quý những cái thứ mình đã có, còn những cái thôi nó xô lệch ở đâu mình khắc phục, mình sửa chữa ở đó nhá. Vâng, chia sẻ của chuyên gia của chương trình có lẽ đã giúp bạn tự trả lời được câu hỏi của mình rồi, phải không ạ? Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại ở Vĩnh Phúc ạ. Xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em đang hỏi là cái chu kỳ kinh của em là ngày 1 tháng 5 đấy. Vâng. Mà cho đến em bị xong rồi. Mà có đến ngày 21 thì em có đi
cắt nghĩ vào phẫu thuật tiêm tê đấy, gây tê thứ ở bí đấy, mà em vẫn uống thuốc kháng sinh liều nhẹ đấy. Thì trong này một thời gian thì đến cái chụp phim mùng 1 tháng 6 thì em đỡ mấy ngày, thì em đang thấy vào có trượt, thì liệu cái thuốc thì nó có ảnh hưởng gì không hả chị nhỉ? Bạn đang rất là lo lắng là thuốc kháng sinh mình dùng trong quá trình tiểu phẫu đó sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đúng không ạ? Vâng, vì lúc em uống thì là có 2-3 ngày, cái ngày 21 tháng 5 đấy thôi, xong thì em uống mua có 2 ngày, nó kê cho em cái loại nặng đấy, về phẫu thuật cả mí đấy. Vâng. Em về mua cái loại nhẹ, em uống có 3 ngày thôi. Mà uống xong rồi thì em có uống chấm viên ăn pha chay đấy thôi, mới cảm thấy... Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Như vậy là như em kể là chu kỳ kinh nguyệt của em nó gần như là 30 ngày ấy, đúng không? Vâng ạ. Mùng 1 tháng 5 thì là... Ngày em bị ạ. Là ngày bị, và ngày mùng 1 tháng 6 thì không thấy nữa. Vâng ạ. Đáng nhẽ là lại đến chu kỳ kinh nguyệt tới. Vâng, nhưng vâng, mà vâng. Không thấy, và đi khám thì là có thai à? Vâng ạ. Hay là em lúc thử que? Em có đi khám mà lúc ấy nó cũng có tạo một túi tí tụ dịch ở màng đuôi 3,5, và người ta cũng kê cho em là uống thuốc sắt với cái thuốc điều hòa nội tiết. Thì bây giờ em có đi siêu âm lại thì cái tụ dịch đấy nó cũng tan đấy. Không còn, ý là cái tụ dịch đấy nó sẽ ảnh hưởng đến là sảy thai hoặc là chếch đi lại để đỡ xuất huyết chảy thai đấy. Thì em có uống và em cũng có làm theo, nhưng mà em vẫn đang lo lắng là cái lúc mà em tiểu phẫu đấy thì không biết là nó có uống thuốc đấy, thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái thai bây giờ không đấy ạ. Cái việc mà người ta vẫn nói là trong 3 tháng đầu ấy thì không nên dùng kháng sinh nhá, hoặc là cố gắng là không để bị mắc các cái bệnh như bệnh dịch ấy, là bởi vì người ta sợ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của con. Tức là phát triển đây, vì trong 3 tháng đầu là con nó hình thành nên các cái tổ chức ở cơ thể ấy. Thế và do cái tác dụng phụ của thuốc thì nó có thể bị ảnh hưởng, đúng không? Chu kỳ kinh nguyệt của bạn là 30 ngày à? Không chị ạ, em có lúc thì 28, lúc thì 25, lúc thì 30, nó cũng chả đều ạ. Thế nhưng mà tháng vừa rồi, tháng 5 đấy thì rõ ràng là 30 ngày, đúng không? Tháng 5 đấy thì em thì mùng 1 thì là bị là mùng 1 tháng 5 là đúng rồi. Thì đáng nghĩ ra là 31 là phải bị, thì là tính theo thì là vâng, mà không thấy ạ. Vậy thì bây giờ mình nói rằng là mình uống 3 ngày kháng sinh nó có ảnh hưởng gì không? Chị nói về lý thuyết là người ta nói là không nên, nhưng mà nó lại còn tùy cái loại kháng sinh nhá. Tùy loại kháng sinh, tùy lưu lượng mình uống, và tùy cái số ngày và sức khỏe hiện tại của mình ấy, cái lúc đó của mình ấy. Vậy thì nó là kháng sinh gì? Em xem lại cái đơn và em sẽ xem cái tác dụng phụ của cái thuốc đấy nó là cái gì. Có những kháng sinh thì nó ảnh hưởng đến cái việc ảnh hưởng đến bào thai ấy, nó cũng không phải là mạnh lắm. Thế và nó lại ở trong cái thời gian đầu. Thời gian đầu là thời gian gì? Có thể là cái trứng và cái tinh trùng ấy, cái bào thai ấy, nó cũng vừa mới, gọi là vừa mới gặp nhau. Tại vì em phát hiện rất sớm mà. Đấy, 30 ngày thì cứ cho là em có kinh cái và dụng trứng vào cái ngày 15 đi. Thế thì nó còn phải có trên đường di chuyển này, rồi là gặp nhau để tạo thành bào thai. Thế là vâng, em bảo câu này, hôm em có đi siêu âm, nhưng mà lúc ấy là quá có 3 ngày thôi em đi siêu âm, thì người ta bảo là mờ lắm, bây giờ chưa biết là đây là thai nhi hay là một cái bàng gì để đến ngày chu kỳ kinh đấy. Cái hôm em đi siêu âm quá 3 ngày thì người ta bảo thế á. Thai nhi của em phát triển bình thường, vì em bây giờ em được 2 tháng rồi chị ạ. Thế thì phát triển được 2 tháng thì cái lúc đấy nó cái bào thai thì nó còn rất là mờ nhá. Đây là mình hy vọng rằng là trong cái ảnh hưởng của thuốc ấy, là nếu mà có tác dụng phụ ấy,
thì nó lại ở cái thời kỳ mà di chuyển để gặp gỡ nhau với cả rất là sớm thôi, thì hy vọng là cái ảnh hưởng nó ít, đúng không? Bây giờ việc của em là xem lại cái tên thuốc và tác dụng phụ của nó là gì, và một cái tiếp theo nữa là mình cân nhắc, đúng không? Nó cũng rất là mệt nếu như mà tác dụng phụ của nó lớn ấy, mà rồi mình lại sinh ra cái đứa trẻ nó không khỏe mạnh, nó có khuyết tật gì đấy thì khổ trẻ và cũng khổ cả mình nữa, đúng không? Cho nên cái việc cân nhắc nó rất là nhạy cảm ấy. Vậy thì em xem lại, thứ nhất là em xem lại tác dụng của thuốc, thứ hai là bây giờ là 2 tháng rồi, tức là 8 tuần đúng không? Đến tuần thứ 12 em sẽ đi siêu âm ấy, để em phát hiện, tức là siêu âm và làm một cái test phát hiện dị tật và đột biến gen ấy, double test, nó gọi double test, thì lúc đấy là vào 12 tuần và em làm và có kết quả thì chắc là nó sẽ giải tỏa cho mình, hoặc là cho mình cái câu trả lời để mình ra quyết định như thế nào đấy. Mà bây giờ em còn đang lăn tăn nó có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, và nếu có ảnh hưởng gì đó nhá, mà đọc cái hướng dẫn sử dụng thuốc họ nói kinh khủng, thế nhưng mà đến khi mà đi siêu âm với đi khám, em cũng nói với bác sĩ cái khám 12 tháng ấy là tình trạng như thế để người ta tiếp tục làm các cái xét nghiệm phát hiện dị tật ấy. Thế thì nếu mà không có gì thì tuyệt vời quá, đúng không? Thế còn nếu mà người ta cho cái kết quả là cái khả năng dị tật nó cao hay là nó thế nọ thế kia, thì lúc đấy mình vẫn còn có thời gian để mình ra quyết định mà, là để thai hay là bỏ thai nhá. Thế thì cứ cân nhắc và xem lại xem cái thuốc như nào nhé. Vâng, chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Dạ vâng, em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Em tức là bây giờ em đang có chuyện trục trặc về tình cảm ạ. Bạn nói đi. Em ấy là em có đi lao động ở bên Nhật và người yêu em là đi lao động ở bên Hàn. Tức là bọn em yêu nhau 3 năm nhưng mà yêu xa như vậy ạ. Thì khi mà về nhà gặp nhau một thời gian thì tức là bọn em lại có trục trặc và chia tay. Nhưng mà em tức là bây giờ em muốn giữ gìn cái tình cảm này, bởi vì năm nay em cũng nhiều tuổi rồi và em cũng hy vọng là bọn em sẽ về thì sẽ đi đến kết hôn, nhưng mà bây giờ chuyện xảy ra như vậy và anh ấy không muốn tiếp tục tình cảm với em nữa. Còn em thì vẫn muốn níu kéo và em không biết làm cách nào cả. Mong chương trình cho em lời khuyên ạ. Các bạn nhiều tuổi chưa? Em năm nay 27 tuổi rồi ạ. Thế à, thế còn anh chàng kia? Anh ấy 28 tuổi ạ. Cả hai đã có gia đình chưa? Dạ chưa ạ. Thế mà quen nhau kiểu gì mà một bên Hàn bên Nhật mà quen nhau qua mạng xã hội à? Em là bạn cấp 2 với nhau ạ. Tức là quen nhau từ nhà đúng không? Chứ đâu phải là sang đấy mới quen đúng không? Dạ vâng. Rồi, thế mà lý do tại sao mà anh ta muốn dừng lại? Tức là về nhà, bọn em mới về nhà mấy tháng thôi và cũng có nhiều vấn đề xảy ra và có nhiều khi là tranh cãi nhau ạ. Về cái vấn đề gì mà tranh cãi nhau đấy? Thì bọn em tức là những cái chuyện nhỏ nhặt hàng ngày thôi, nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau thì nó cứ bất đồng quan điểm ạ. Và em là người lỡ lời nói lời chia tay. Nhân tiện là bạn nói chia tay là anh ta chia tay luôn đúng không? Dạ vâng. Hình như anh ta đợi cái câu của ý là từ lâu rồi đúng không? Vâng. Rồi, tức là về Việt Nam thì hai người đang làm việc gì đấy? Bọn em mới về và em thì bây giờ thì em đi đang học tiếng Anh, nâng cao tiếng Nhật và sẽ xin việc tiếng Nhật ạ. Rồi. Vâng, tức là sau khi chia tay rồi. Tức là tận dụng những cái kiến thức mà mình đã có ở bên Nhật để mình nâng cao thêm đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, anh chào em, anh nghe câu chuyện em rồi. Chào anh ạ. Anh thì anh hiểu thế này, tức là hai em thì biết nhau ở nhà. Thế xong rồi cũng có tình cảm ở nhà rồi.
Thế sau đấy không thì... ạ, không ạ, ở nhà chưa ạ. Ồ. Ở nhà tức là cấp 2 thì anh ấy có thích em, ừ. thích em mấy năm cấp 2 luôn ạ. Xong là sau đó cấp 3 thì học khác trường, ừ. rồi anh ấy tốt nghiệp xong cấp 3 là anh ấy đi sang Hàn luôn, ừ. còn em thì một thời em gian mới sau đi cách đây à. 3 năm. Ừ. Thì sang bên đấy rồi thì vài tháng, sang đấy được vài tháng thì bọn em bắt đầu yêu nhau. Ừ, tức là cứ yêu xa như vậy. Yêu xa như vậy, đúng không? Dạ vâng. Ờ, còn thì thực sự để mà gọi gần gũi nghĩa là từ cái đợt về, mà chính vì gần gũi ban đầu mình thấy rằng là nó có nhiều vấn đề trục trặc, chuyện gì cũng có thể xích mích nhau. Tức là khi mà yêu xa thì bọn em cũng hay giận nhau lắm, hay cãi nhau lắm. Nhưng mà anh ấy có một kiểu là anh ấy giận rất là dai. Là lần nào giận thì cũng là em làm lành trước luôn. Anh ấy giận là anh ấy bắt hết liên lạc rồi lại chặn liên lạc em một tháng sau, xong rồi em cứ cố gọi điện vào số điện thoại của anh ấy ở bên Hàn nữa. Thì anh ấy bắt đầu khoảng một tháng sau thì anh mới nghe và anh mới liên lạc lại với em. Và sau đó lại lành và cứ như vậy trong khoảng 3 năm. Rồi về nhà thì bọn em cũng xác định là về nhà thì sẽ đến với nhau, sẽ lấy nhau. Rồi giới thiệu dẫn sang nhà ra mắt hết rồi, giới thiệu bạn bè rồi hàng xóm rồi anh em họ hàng hết rồi ạ. Chỉ là chưa chính thức là hai gia đình gặp mặt chưa chính thức như vậy. Và Thôi thì cái chuyện yêu xa, mình đi lao động đôi khi mình cũng cô đơn cũng buồn, có một cái người bạn để mà mình tâm sự cũng rất là tốt, nhưng thực ra nó không giải quyết được vấn đề gì. Bắt đầu thì nếu mà chính thức gọi là để gần gũi để mà tìm hiểu tâm sự là mới gần đây nhất thôi, đúng không? Vâng ạ. Này thế hai em mà hay cãi nhau ấy, có cãi nhau đến vấn đề tiền bạc không? Vấn đề tiền bạc thì bởi vì anh ấy đi sang Hàn thì anh ấy làm được nhiều tiền hơn em, bởi vì anh ấy đi rất là lâu rồi. Anh ấy đi 7-8 năm rồi anh ấy làm được nhiều tiền, còn em đi Nhật về 3 năm thì em cũng chỉ được một ít thôi. Nên là về thì bọn em chưa biết làm gì cả, thời gian đầu rồi cũng băn khoăn bởi vì bọn em xác định ở quê ấy. Thì không lên thành phố, không lên Hà Nội hay là làm gì thì nó ở quê thì ít sử dụng đến nhiều tiếng Nhật ấy. Nên là em quay ra em tính là em buôn bán, em buôn mỹ phẩm rồi bán quần áo, nhưng mà thời gian đầu thì nó cũng khó khăn, nó chưa được ấy. Nên là cũng nhiều vấn đề nảy sinh. Rồi ở trong cuộc sống bình thường cũng thế ạ. Tức là em cũng nóng tính mà anh ấy còn nóng tính hơn. Anh ấy nóng tính mà anh ấy cũng giận dai nữa, nên là nếu khi em nóng tính xong em nói xong là em thôi, em lại làm lành với anh ấy, nhưng mà anh ấy cứ hờ hững, rồi dần dần em không hiểu sao mà về nhà thì cứ hờ hững và những cái lần cãi nhau thì nó nặng nề hơn rất là nhiều. Ở bên kia em không phải là người nói chia tay đâu, nhưng mà về nhà thì cũng không hiểu tại sao bằng một cách gì đó mà em cãi nhau rồi em cứ nói chia tay. Anh sợ rất là này, hai người về mặt cuộc sống chưa ổn định, có được một chút tiền cả phía này phía kia, nhưng mà bây giờ nghĩ cho cá nhân mình cũng còn chưa, nó chưa rõ ràng lắm là mình sẽ làm gì, sinh sống ở đâu, kinh doanh tiếp hay là lại chuẩn bị lại lo một chu kỳ đi Hàn nữa, hay là ở nhà mở cửa hàng cửa hiệu kinh doanh, hay là mua đất ở mặt phố để làm nhà để vân vân. Thế thì bản thân anh ấy cũng đã về cuộc sống của anh cũng chưa ổn định, cho nên là cái chuyện mà xác định là lấy vợ thì chắc cũng chưa phải là khẩn cấp. Cộng lại là mình đã bực cả mình, bây giờ được tí tiền về chưa biết làm ăn gì, còn đang rối bời lên, lại còn cứ lần nào gặp cũng hay cãi cọ nhau. Thành như thế nó cũng chán thật ra thì. Thì tưởng rằng là xa nhau mấy năm như thế được gặp nhau thì chắc là chỉ có ríu rít vui vẻ. Ra giờ cùng nhau bàn bạc là đấy thôi thì em thực ra làm ăn như thế giờ em có mỗi 500 triệu. Anh thì khoe anh có 1.5 tỷ. Thế thì anh ấy bảo rằng thế thì chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ mua một mảnh đất ở chỗ Bần ấy để mình xây nhà 4 tầng, tầng 1 thì cho làm cửa hàng cửa hiệu để em kinh doanh, còn tầng 3 vân vân, rồi anh sẽ tiếp tục đi làm ở khu công nghiệp Mỹ Hào chẳng hạn, ví dụ như thế. Tức là nó phải có những cái bàn bạc cho cái hướng tương lai chung, chứ còn thì cuộc sống đang sống mấy năm ở nước ngoài chỉ có là đi làm, và nghĩ có hai việc lớn, đó là cố đi làm để có tiền, và ngoài ra lúc rảnh rỗi thì gọi điện cho người yêu. Bây giờ nó phải đối mặt với cuộc sống mới ấy, có nhiều thứ lắm. Thế rồi còn người bàn ra tán vào chứ. Ví dụ như bố mẹ bảo là
việc gì phải 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 yêu với lấy cái cô mà đi Nhật ấy về, ở nhà đã nhắm cho cái hoa nhà bà nụ cái kìa, con ấy vừa thao vát vừa xinh xắn mà nó bây giờ nó đi làm công ty đấy, tháng 11-12 triệu, rồi thấy nghe cũng vẻ gật gù. Thế thì thật ra thì mình đừng có cho rằng là đã yêu nhau 3-4 năm mà cho rằng là vừa mới quay trở lại làm quen tìm hiểu nhau thực sự mấy tháng gần đây mà thấy có quá nhiều trục trặc, và anh ấy thì có vẻ không nhiệt tình, không 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 gì lắm. Thì mình không áy náy vì cái chuyện là sao yêu nhau 3-4 năm mà bây giờ anh lại phản bội hay gì cả. Cái yêu xa kia là không tính nữa nhé. Còn đây là giai đoạn tìm hiểu, nhưng mà ngay cả tìm hiểu thôi cũng đã thấy có nhiều khoản trục trặc rồi. Còn mình bảo là mình níu kéo, nhưng thật ra níu kéo chẳng nhẽ mà anh ơi anh cứ yêu em đi, cứ lấy em đi à? Em chỉ có một mình anh thôi, mấy năm rồi ở bên ấy có rất nhiều người thích em nhưng em cũng chả thích vì là em đinh ninh là có anh rồi. Nói thế khi người ta đã không xung động, người ta không ấy thì cũng rất là khó. Anh nghĩ là đợt này kể cả em cũng như anh ấy hãy bình ổn tinh thần, ổn định cuộc sống mới, làm quen với cuộc sống ở đây đi. Khó khăn lắm đấy. Bán hàng hay là kinh doanh hay là làm cái gì thì cái đấy nó ổn định như thế, an được cư thì rồi mới lạc nghiệp, rồi tình yêu tình yêu nó mới đến được. Còn bây giờ vừa mới đi được vài tháng về tiền cũng chả nhiều, nếu mà không ổn định được một cái việc gì làm quay đi quay lại rồi tiêu hết, rồi lại lao vào buôn bán mà buôn bán những thứ mà nó chưa quen đấy, ôm một đống hàng về mà nó ế nó cũng lại chết rồi. Bao nhiêu năm công sức mình làm được rồi đổ xuống sông xuống biển, việc lớn nhất chính là mình ổn định cuộc sống của mình, tìm một con đường làm ăn đi. Khi cuộc sống nó ổn định rồi, mình hòa nhập với cuộc sống mới rồi, rồi có hướng làm ăn rồi, tự nhiên chẳng phải anh này mà khối anh khác người ta tìm đến. Chứ còn cái anh lửng lửng lơ lơ này em không phải lụy đến mức độ mà phải đi níu kéo rồi van lại gì, biết đâu anh đang có một cái định hướng mới thì sao, đúng không? Anh ấy bây giờ em cũng nghĩ biết được là anh ấy đã tìm hiểu rất là nhiều người rồi, tìm những người trẻ hơn em rất nhiều. Tức là em thì ngay từ khi bắt đầu yêu thì em đã biết là em là người yêu nhiều hơn, và em luôn hướng về anh ấy. Thì bây giờ cũng vậy, dù cãi nhau rồi, dù em níu kéo nhưng anh ấy dùng rất nhiều lời lẽ nặng nề đối với em. Anh ấy xua đuổi rồi, thậm chí là nói những lời làm tổn thương em rất nhiều, nhưng em cũng không hiểu tại sao em cứ có tình cảm với anh ấy và vẫn muốn quay về với anh ấy. Tức là bọn em đã chia tay nhau 3 tháng rồi, nhưng mà em vẫn chưa thoát ra được cái tâm trạng đấy. Và bây giờ dù em đi học hay em đi làm gì, em vẫn cứ nhớ mong và vẫn cứ muốn quay lại với anh ấy. Rồi, em nhớ thì em cứ nhớ, bởi vì em chưa có ai, em chỉ có người duy nhất. Mà khi ta có cái duy nhất ấy nó mất thì ta thấy đau xót hơn. Còn người ta có nhiều những cái gọi là phương án khác nhau ấy, thì người ta mất mình người ta chả tiếc, mất mình thì còn cái phương án B, phương án C, phương án D, đúng không? Chẳng qua là bây giờ vì mình chưa ổn định mọi sự cho nên đầu óc mình chỉ có quanh quẩn đến chuyện là nhớ nhớ nghĩ nghĩ. Kỷ niệm thật ra chưa có gì là nhiều, toàn tự mình tưởng tượng ra. Chứ ra bảo là sống với nhau cùng làm ở bên Hàn hay cùng ở bên Nhật với nhau suốt 3 năm ấy, gắn bó đã từng chia nhau từng cái bánh mì, có những hôm trời rét đêm cả hai đứa đói phải chia nhau một nửa gói mì tôm, rồi cứ nghĩ đến những cái kỷ niệm đẹp ấy mà mình tiếc thì đã đành. Còn đây thì có cái gì tiếc đâu, chẳng qua là anh ấy chưa mang lại gì cho các em cái sự vui vẻ hạnh phúc cả, toàn khó chịu buộc mình mới xua đuổi mới làm xúc phạm. Thế nhưng vì mình không có ai cho nên là cứ bấu víu lại nó như là một cái phao cứu mạng hay là cái cọc ấy, mà như người chết đuối vẫn phải cọc ấy. Thế thì anh bảo là bây giờ thì buông cái cọc ấy ra, làm ăn đi, xác định cuộc sống đi, ổn định rồi mình có sức khỏe, mình nhanh nhẹn, mình thao vát, mình kinh doanh làm ăn được, làm ra tiền thì mình có nhiều những cơ hội khác. Sao mình cứ phải phải khổ sở, mình lao vào một cái chỗ mà người ta cứ xua đuổi mình, người ta không trân trọng mình, đúng không? Có đấy, bây giờ có đến nhà mà cứ ăn vạ, có dọa rằng nếu mà anh không lấy em thì em chết thì người ta cũng chả thương đâu mà. Thế cho nên không có gì phải khổ sở thế mà nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ, hy vọng là bạn sẽ có cái đường hướng về cuộc sống tương lai của mình một cách đúng đắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Vâng.
Alo, em chào chị. Em hỏi em có đến bệnh viện tỉnh khám để soi dạ dày là chị bảo là cái ám tĩnh mạch kinh của em bên trái, bên mía yếu bên trái là giãn ra thì em thấy nó lâu lâu nó bị đau ấy, thì đau bị vuốt đái vuốt đấy ra này thì bên đây bác sĩ bảo là phẫu thuật là mình có phải phẫu thuật không ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi chị. Có vợ có con chưa? Có vợ 2 con rồi. À thế à? Tự nhiên là đau buốt ở biểu chỗ tinh hoàn đúng không? Vâng, đau bao lâu rồi? Cũng lâu lâu rồi, nó bị 2-3 năm, nó lâu lâu nó mới bị một lần thôi. Lâu mình kiểu mình tiểu xong thì nó tự nhiên nó hết cơn tiểu xong là mình bị buốt hẳn không có biểu, buốt hẳn vào trong. Rồi, và đi khám thì bác sĩ bảo là giãn tĩnh mạch thừng tinh đúng không? Vâng, tĩnh mạch thừng tinh bên trái. Rồi, và họ chỉ định là phẫu thuật. Vâng. Đã phẫu thuật chưa? Dạ chưa bác sĩ ạ. À thế à? Mình đang chuẩn bị, bây giờ bác sĩ đang chuẩn bị còn cho cái xoay vào bên trong cái bàng quang mình xem. Bây giờ thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn. Ừ, chị chào vâng, em. Vâng. Em vâng, vẫn, chào chị hiện tại là em đang ở bệnh viện tỉnh Tuyên Quang à? Vâng. Và đang làm các cái thủ tục ví dụ như là nội soi bàng quang đúng không? Vâng, vâng. Để vâng. Chuẩn bị cho cái việc mà mổ đúng vâng, không? Phẫu thuật rồi. Về cái giãn tĩnh mạch thừng tinh ấy thì tất nhiên là tùy theo giai đoạn và cái mức độ giãn nó như thế nào. Thường người ta có hai cái cách điều trị, một là điều trị nội, nó có thể khỏi, và nếu khỏi thì người ta không cần phẫu thuật. Hai là nếu mà nó giãn quá rồi và nó là mãn tính rồi ấy, và người ta tiên lượng thấy rằng là không điều trị nội được thì lúc đấy buộc phải mổ. Thế thì mổ, bây giờ em đang chuẩn bị thủ tục cho cái việc mổ ấy, thì coi như mình đã quyết định rồi, thì em cứ theo đi, bởi vì đấy nó là một phương pháp điều trị của giãn tĩnh mạch thừng tinh, nhá. Dạ, thì em hỏi nhóm trường hợp là bây giờ là kiểu là phẫu thuật xong, thấy cái lá phẫu thuật xong đang thành người lận mạnh thành lận què, ví dụ nó hiện dương hay như các kiểu. Ừ, thì cái gì nó cũng có một cái tỷ lệ... các cái gọi là điều không mong muốn đúng không, người ta gọi là không mong muốn xảy ra. Vậy cho nên thường là người ta cứ đi từ cái cách mà gọi là êm đềm nhất, nhẹ nhàng nhất, xong rồi không được thì bắt đầu động dao động kéo. Thế nhưng mà cái này nó rất là khó nói và chắc là em cũng sẽ tự quyết định. Em cứ nội soi nhá, bởi vì em đã làm thủ tục rồi. Nếu em còn lăn tăn thì tất cả các cái kết quả đấy em cứ lưu lại. Thế xong là em ở Tuyên Quang thì cũng có thể một lần em đến, em ra Hà Nội, ở Hà Nội có rất là nhiều chuyên khoa ấy. Trước kia cách đây tầm khoảng 2 năm em xuống Bạch Mai, nhưng mà Bạch Mai lại không có chuyên khoa, để em hỏi mấy nơi bảo là chuyên khoa Nam Học, thế là bảo là không có thì Thì ở bệnh viện Việt Đức cũng có phòng khám tiết niệu hoặc chuyên khoa nam học. Thế thì em mang các cái kết quả mà ở trên đấy họ chẩn đoán cho em, và em đi khám một lần xong là xem họ tư vấn thế nào để cho mình thật là thoải mái ấy. Thế nếu họ bảo mổ thì lúc đấy coi như em đã chuẩn bị được một số các cái xét nghiệm cận lâm sàng cho cuộc mổ rồi. Thế còn quyết định mổ ở đâu thì đấy lại là việc của em, đúng không? Bởi vì em ở đây làm ở tỉnh thì em cũng người thấy hơi lo, vì nó cũng như kiểu dưới đây, nếu em làm ở dưới những bước thì mình bệnh viện lớn yên tâm hơn. Thì đúng là như thế, bởi vì người ta cũng gặp nhiều bệnh nhân và thường xuyên hơn thì nó gọi là chuyên khoa hơn ấy. Thì nó cũng tin tưởng hơn. Vậy thì khi mà trong đầu còn lăn tăn mà động đến bệnh viện thì cứ đi hỏi 1-2-3 nơi đi, và đặc biệt là mình đến cái chuyên khoa sâu ấy, thế thì mình thì sẽ yên tâm hơn nhá. Vâng. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt nhá. Vâng. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.
Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Thì em và bạn gái có trục trặc ấy, thì là em thì nói yêu cô ấy nhưng mà cô ấy chưa đồng ý ấy. Chúng em thì đi chơi với nhau thì cũng được khoảng tầm tháng rưỡi ạ. Cũng thấy là nói chuyện với nhau rất là hợp và rất là vui ấy. Thì hôm đấy, trưa hôm đấy thì em có nhắn tin nói là yêu bạn rất nhiều. Mà bạn thì nói là cảm thấy quý và chỉ coi là bạn ấy. Nhưng mà đấy là vì em nhắn tin. Vâng. Thì đến lúc mà tối em lại rủ đi chơi. Thì bạn bảo là thực ra thì lúc trưa thì em nói như thế. Nhưng là bạn ấy rất là ngại, bạn không muốn gặp nữa. Em bảo là mình đến trước cửa rồi ấy. Vậy được rồi, đợi đến một tí. Người ta nghĩa là đi uống cà phê. Lúc sau thì trời đổ cơn mưa rất là to ấy. Vâng. Em thì em bảo hay là bây giờ ngồi ăn đêm đã. Cuối cùng thì đứng trước một quán ăn đêm với một cái nhà nghỉ ấy. Anh em thì em hỏi là vào đây đã để ám tác cho đỡ bị nước mưa, đỡ bị ốm ấy. Thế nên là sau đấy thì tôi bỏ về. Nếu là sụp đổ ấy, nên em đi rất là chậm. Trời còn hơi mưa nhỏ, em đi rất là chậm để về. Em nhắn tin em xin lỗi. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ trò chuyện với bạn và sẽ có những cái lời khuyên dành cho bạn nhé. Rồi, anh chào em. Dạ vâng, dạ em chào anh ạ. Em thì hai mấy tuổi rồi? Dạ, em 25 tuổi ạ. À, 25 hả? Còn học không hay đi làm rồi em? Dạ em đi làm rồi ạ. Đi làm rồi. Cô gái đó có gần nhà mình không? Dạ, nếu như mà ở quê thì cách tầm khoảng 50 cây, còn ở trên Hà Nội đây thì là cách nhà em cũng tầm khoảng 15 cây ạ. Thế xong rồi là em, ban nãy em có nói là liên hệ với nhau được độ tháng rưỡi hay hơn tháng gì đó đúng không? Đấy, tức là tính từ lúc gặp mặt hay là từ lúc mà lên mạng gặp nhau? Tính từ lúc gặp mặt đấy ạ. À thế hả? Lên mạng thì trước đến rồi ạ. Ừ. Thế xong rồi cũng đi chơi, nói chuyện, uống nước, uống non, ăn uống thì thấy hợp rồi. Dạ, vâng ạ. Nhắn tin tỏ tình thì cô ấy cũng không trả lời là không, nhưng mà cũng không nhận lời đúng không? Trả lời là đang là bạn ấy. Ừ. Rất là quý em. Cái việc của em thật ra nó đang tiến triển tốt. Quen nhau rồi mới gặp nhau được hơn một tháng, chắc là cũng đi chơi được một số lần, uống nước, uống non, nói chuyện. Chắc chắn là cô phải có tình cảm, cô quý mình thì cô mới đi. Chứ còn một người con trai mà nhìn mặt đã thấy ghét rồi là nói chuyện thì thấy không hợp. Chẳng ai ta đi với mình làm gì mãi được. Thế nhưng mà các cô thì không phải là những cô gái dễ dàng để mà quen 5 ngày rồi đi chơi 3 lần rồi uống nước 1 lần rồi đi nhà nghỉ. Thì em lại làm cái vụ mà hôm trời mưa ấy. Dạ, thì ra thì nó lại là thế này. Ra thì em thì cũng chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Tức là ngay cả kể cả chuyện quan hệ tình dục thì em chưa bao giờ. Nhưng mà những người xung quanh em ấy thì đều nói với em là thời bây giờ làm gì có cái kiểu đấy nữa. Rồi. Đấy, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, em cứ nghe những chú lớn tuổi nói rằng thời buổi này con gái ấy mà đi chơi vài lần mà nó thích rồi thì phải đi nhà nghỉ ngay, nếu không thì người ta sẽ chán đúng không? Dạ vâng ạ. Ồ, đấy là những cái quan niệm sai lầm, đấy là những cô gái hoặc là các mối quan hệ không đàng hoàng. Chứ còn nếu thực sự mình có tình cảm, mình yêu thương nhau và lại còn nghĩ đến chuyện là xây dựng mối quan hệ lâu dài rồi tiến tới hôn nhân thì không phải thế đâu. Nếu mà cái cô bạn gái ấy hôm đó mà lại theo em vào nhà nghỉ xong rồi chuyện A, chuyện B nó xảy ra thì có khi hôm nay em lại thấy là ôi tưởng thế nào hóa ra cũng dễ nhỉ, chán nhỉ, có thế thôi à. Thế nhưng mà chính vì cô ấy rất là kiên quyết, cô đòi về dưới trời mưa cho nên em mới trân trọng cái tình cảm cho đến bây giờ. Thế nhưng mà từ hôm mà cô dỗi cô về đến nay thì hai người như thế nào, có gặp nhau không, ngoài cái việc em nhắn tin xin lỗi ra thì còn hẹn hò nữa không? Mà em thì đã làm gì ngoài cái nhắn tin xin lỗi ấy? Em có nhắn tin xin lỗi, nhưng mà sáng sau thì bạn ấy cũng rất là bực ấy. Bạn ấy xong rồi tầm khoảng giữa sáng thì bạn ấy chặn Facebook của em. Tầm giờ chiều thì em thấy Zalo chưa chặn, em vẫn cho là còn cơ hội. Nhưng mà em cũng rất là sợ, nhưng không dám nhắn tin nữa. Sợ là sẽ bị chặn cả hai. Cuối cùng là em
chuẩn bị một cái tin nhắn thật dài, tất cả những cái suy tư của em thì em đưa vào đấy, nhưng mà đến lúc gửi thì bị chậm rồi. Chiều hôm đấy thì em đến quán cà phê gần nhà bạn, em ngồi em uống cà phê rồi em nhìn ở xa ấy, đợi bạn về, thì bạn đi qua em. Sau đấy là đi vào đóng cửa, em nhìn cảm giác cũng lạnh lắm, lạnh lùng lắm. Thế rồi em gọi thêm một cuộc nữa, không thấy có phản hồi gì. Em tin là bạn cũng nhìn thấy em rồi. Thế thì em rất là buồn, thực ra là em ngồi như thế là nhìn cũng vô hồn lắm. Rồi em nghĩ lại thì có lẽ là mình cũng lãng phí, làm bạn lãng phí thời gian và tiền bạc ấy. Thực ra là khi mà chúng em đi chơi tiền cũng rất là nhiều hôm bạn trả ấy. Thế là em cuối cùng em quyết định chuyển khoản trả lại cái tiền đấy. Ôi em giời. Tính tất cả những khoản của bạn ấy. Rồi em chuyển khoản trả lại thì em xin lỗi và chúc sống tốt thôi. Rồi hạnh phúc, rồi gặp người yêu thương thật lòng đúng không? Thật ra thế này, đúng là em còn rất là trẻ và em cũng trong sáng. Thế rồi em lại tiếp cận những cái kinh nghiệm mà toàn của những anh lớn mà nhìn đời nó cũng không được tích cực lắm. Chứ giá như thế này này, cô ấy chặn Facebook, cô ấy chặn Zalo, nhưng cô không thể chặn đường em được. Em đừng có chuyển khoản trả tiền. Hãy kiên trì đến gõ cửa, nhấn chuông, nói lời xin lỗi chân thành, nói thật cái lòng mình là phải nói rằng anh rất là yêu em, rất là có tình cảm. Thật sự hôm ấy nó xảy ra không hiểu nó lại tại làm sao, thế nhưng không ngờ để làm em giận, làm cho tổn thương. Vậy anh thật sự xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội ABC. Một lần không được thì hai ba lần. Bởi vì thật ra thì bởi vì cô ấy nghĩ trong đầu em là một chàng trai xấu. Thế nhưng mà nếu như em cứ chân thành 5 lần 7 lượt, cô sẽ nghĩ lại rằng là nếu như anh ta chỉ là một người lợi dụng mà mình đã chặn cả Facebook, Zalo, mình đã không thèm tiếp anh ấy, thì anh cũng thôi luôn đây. Nhìn thấy cũng tội nghiệp lắm, hôm 9-10 giờ đêm còn cứ đứng ở cửa rồi. Tức là những cái chân thành của mình ấy sẽ làm cho cái suy nghĩ của cô nó sẽ tan chảy ra, nó sẽ nguôi ngoai, có thể sẽ nối lại tình cảm. Thế nhưng mà bây giờ thì lại còn chuyển cả khoản tiền ăn ngồi đấy, mà còn cộng trừ là 4 lần cà phê là hết bao nhiêu, cộng 1 lần cháo đêm là bao nhiêu, ngoài ra lại 2 lần cô trả tiền xe máy gửi xe nữa chẳng hạn, thì muộn quá mất rồi. Thôi ra thì ngay tối đấy cái tin nhắn của em ấy thì cũng nói là có lẽ là làm từ tin nhắn trong cái chuyển khoản ấy, có lẽ là đã làm rất nhiều thời gian, tiền bạc và thời gian nó rất là vô giá, thì không cách nào có thể bù đắp được, nhưng mà cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Xin lỗi vì tất cả, sống tốt nhé. Nhưng mà tối đêm hôm ấy thì cũng có nhắn tin cho em ấy qua Zalo, tức là có nghĩa như vậy là mở chặn rồi. Cũng rất là may mắn, sau cái vụ em chuyển tiền mà cô không cắt đường đi lại, mà bây giờ còn hé hé ra một chút cái cánh cửa để mình có thể lách vào, thì đấy là tín hiệu cũng mừng, cũng may mắn. Em chủ động đi, tích cực đi, nhưng mà đừng có đi vào trời mưa và đừng có rủ đi nhà nghỉ nữa. Cứ chân thành, cứ yêu thương, cứ quan tâm đến nhau, rồi cái gì đến nó sẽ đến. Hy vọng rằng là mọi sự sẽ tốt lành nếu như mình không mắc phải những cái sai lầm nho nhỏ như lần trước nữa. Này, nói thật chứ nếu em không bận lắm ấy mà, thời gian đầu còn đang chinh phục nhau ấy, hạn chế Zalo, hạn chế Facebook đi, không có gì bằng cách đến gặp mặt nhau. Cô ấy bận thì mua cho cô hộp cơm lên cho cô ấy ăn, uống trà sữa, không anh mua trà sữa, xong rồi dành thời gian đi chơi với nhau, gần gũi bên nhau, đôi khi ngồi cạnh nhau nói một câu thôi cũng thấy ấm lòng lắm, còn hơn ngồi đấy hí hoáy nhắn cái tin dài dằng dặc ở Zalo nha. Thế còn tất nhiên là mạng xã hội thì rất là tốt, nhưng mà đấy là khi người ta đã thực sự là bạn thân, đã là hiểu nhau rồi, chỉ cần nhắn những cái tin nhỏ hẹn hò. Còn bây giờ mình đang muốn trải lòng mà, mình cũng cần hiểu xem lối sống của cô ấy thực sự cô ấy nghĩ thế nào, và đồng thời mình cũng muốn thể hiện cô biết thật sự là mình không phải là một người xấu, mình rất là chân thành, nhưng mà thật ra mình thiếu kinh nghiệm nhá. Không gì thay thế được cái sự gặp gỡ, tiếp xúc gần gũi với nhau đâu. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho hai bạn sẽ có một tình yêu thật là đẹp. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ?
Dạ, chị ơi, cho em hỏi là em và bạn trai em quan hệ với nhau được khoảng 2 tiếng thì em có kính huyết áp chị. Vâng. Thì em hỏi là liệu em có thai không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi cơ? Dạ, em năm nay 22 tuổi rồi ạ chị. 22 tuổi rồi. Nghe chừng như là cái hiểu về sức khỏe sinh sản của nữ ấy có vẻ hơi hơi kém, hay là đang trong giai đoạn hoang mang mà hỏi câu này ấy. Thông thường thì ở trong cái chu kỳ kinh nguyệt hoặc là sát đấy 2-3 ngày trước và sau ấy mà có quan hệ thì là khó có thai. Người ta không khẳng định là 100% không có thai, bởi vì nó cũng có những cái ngoại lệ, nhưng cái ngoại lệ đấy nó rất là hiếm. Vì vậy em lại quan hệ xong độ 2 tiếng thì có kinh nguyệt thì cái khả năng mang thai nó gần như là không có em ạ. À dạ. Thế nhưng mà sau cái lần này thì lấy ra một bài học kinh nghiệm nhá. Đấy, dạ. Là ở cái tuổi 22 và cái nhu cầu về tình yêu rồi tình dục ấy là nó có rồi đấy. Và nhất là lại có trải nghiệm quan hệ một lần rồi đấy. Cho nên là không biết như thế nào. Vì vậy nếu mà không nói không được thì phải an toàn em nhé. Dạ. Và nhất là mình lại là con gái, mình lại phải giữ. Dạ. Vì các cái ảnh hưởng nó đến với mình rất rất là nhiều. Đó nhá. Thì dạ. Chúc em có một cái tuổi xuân thật là đẹp và thật là an toàn. Dạ, chị ơi, cho em gặp chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn để chị tư vấn về chuyện tình cảm được không ạ? Anh Đinh Đoàn đang ngồi cạnh, em nói chuyện anh Đinh Đoàn nhé. Rồi, chào em, anh vừa nghe em nói chuyện với bác sĩ Phượng rồi. Thế bây giờ thế nào? Hai bạn thì thế nào rồi? Dạ, bọn em chia tay rồi anh ạ. Chia tay với cái bạn mà vừa nói rằng là có quan hệ đấy á? À, dạ. Thế à, lâu chưa? Dạ, cũng được... một tháng rồi anh ạ. Anh nói chung là về vấn đề quan hệ thì do là bản em ép buộc chứ em cũng chẳng từng nguyện gì đâu anh. Đúng rồi, thế nhưng mà chia tay ngay sau khi mà có cái buổi quan hệ ấy hay là sau đấy những cái mâu thuẫn trục trặc? Dạ, trước đó là chia tay thôi, nhưng hôm sau là em gặp bản em là để em muốn bản em giải thích lý do tại sao lại đối xử kiểu lạnh lùng với em như vậy nhá. Thì hôm đó thì bản em có nhu cầu và em không thể chống cự nữa nổi anh ạ. Tức là chính cái hôm gặp để mà giải thích làm sao lại chia tay thì là lại xảy ra cái việc quan hệ. Dạ. Thế còn trước đấy thì mối quan hệ nó cũng đã lỏng lẻo rồi, cũng đã nói chia tay nhau rồi. Dạ, em không hiểu lý do tại sao mà em nói chung em không trai được gì mà cũng chẳng làm gì nên tôi mà kiểu họ đối xử lạnh nhạt với em như vậy ạ. Anh ta thì bao nhiêu tuổi, anh như thế nào, quen biết nhau rồi duy trì mối quan hệ được bao lâu? Dạ, bọn em sống chung trong dãy trọ anh ạ. Anh hơn em một tuổi nhưng lại học sau em một khóa. À, vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Hơn một tuổi học một khóa ở chung nhà trọ, cho nên là nó xảy ra nảy sinh chuyện tình cảm, nhưng mà tình cảm thì cũng không mặn nồng gì lắm. Chính cái hôm mà gặp gỡ nói lời chia tay thì lại là cái hôm mà bị cưỡng ép có quan hệ, và sau đấy thì bây giờ thì không thể có một tí tình cảm nào nữa, đúng không? Thật ra thì không yêu nữa cũng là một lý do. Khi anh nói là không còn yêu em, không còn tình cảm nữa, mà bây giờ đôi khi các bạn gái cứ gặp gỡ hỏi là thế thì lý do tại sao, thì người ta nói rằng không yêu thì là không yêu. Chứ còn thì... anh chẳng cha ta chẳng thê bạn bạn cũng nói là lý do thế này thì cho nó, thì em đang chấp nhận đấy bạn, chẳng nói gì anh á. Bởi vì anh ấy bạn ấy đôi khi con trai người ta cũng nó không có một lý do cụ thể, bởi vì thật ra ở tuổi anh ấy cũng chưa xác định một cái gì đấy sâu sắc, cứ quen bạn này quen bạn kia, yêu đến một vài người để trải nghiệm. Thế thì không lẽ người ta lại nói thẳng với mình là thật ra anh chả yêu em, lúc này anh chỉ muốn học cho xong rồi ra trường rồi là xin vào công ty làm để kiếm được tiền ổn định với vợ con, nhưng mà bởi vì cũng lừa gần rơm lâu ngày, cũng bén tuổi thì cũng đang tuổi sinh viên, cho nên là cái chuyện nó xảy ra như thế. Thật ra không cần lý do đâu, không cần lý do mà.
chỉ vì là anh ta chưa phải là thực sự chọn mình để yêu, để lấy vợ mà mình chẳng tiếc nữa. Mình có tiếc chăng thì cái chuyện đã lỡ rồi, nhưng nó cũng là bài học cho mình. Em học năm thứ mấy rồi? Dạ em đã thương rồi anh ạ. À thế à, đã có định hướng đi làm ở đâu chưa? Dạ em hiện đang xin việc ở một công ty ở trên địa bàn thành phố Vinh anh ạ. À, việc đầu tiên của em chính là tập trung vào cái đó đi. Hãy coi những cái năm tháng ở nhà trọ vất vả học hành sinh viên, những mối tình có người có đôi ba mối. Ừ. Điều em cần thấy bức xúc là cậu bạn trai em á, cứ nói cái chuyện em đã từng nói cho bạn bè của anh ấy biết á. Tức là anh ta đi khoe với bạn của anh ấy rằng là đã từng có quan hệ à? Dạ. Bạn bè em hay bạn bè anh ấy hay bạn bè chung? Bạn bè anh ấy như là bạn bè ở trong đại trò cũng là bạn bè của em. Chẳng làm sao cả. Không lẽ mình đi thanh minh cho với người ta rằng anh ấy nói dối hay anh nói hiểu? Một điều ấy lại càng chứng tỏ rằng người đấy không đàng hoàng và không đáng để mình quan tâm. Cái đối tượng mà còn rất là non nớt, chưa trưởng thành như vậy, đã lừa bạn gái để mà có quan hệ, lại còn đi khoe thành tích, thì đúng là mình không đáng tiếc nữa. Việc của em bây giờ chấm dứt, gạt cái đó sang một bên, cho quá khứ đấy là... Anh ơi, em hiểu em mất rồi thì em còn cơ hội tìm hạnh phúc khác không anh? Em ơi, có những người phụ nữ, người ta đã có một đời chồng, thậm chí định có hai đứa con rồi, người ta vẫn có hạnh phúc, người ta vẫn có đi bước nữa, thậm chí lại còn lấy được trai chưa vợ, không dám nói là trai tân, nhưng mà trai chưa vợ. Thế thì hạnh phúc rồi là có lấy được chồng hay không, không phụ thuộc vào cái đó quá nhiều, với điều kiện là mình phải rút cái đó ra làm bài học, chứ không phải bảo rằng ôi cái đó chả sao đâu, đằng nào cũng mất rồi thì yêu thêm vài người nữa rồi cũng lại trải nghiệm vài người nữa, thì cuối cùng mình tự nhiên nó trở nên chai sạn đi, mình nó sẽ nhìn về cuộc sống nó không đẹp. Coi như cái đó nó chỉ là một cái kỷ niệm không hay của thời sinh viên thôi. Bây giờ nhé, em xin việc đi làm và làm trong công ty này, mình đi làm công ty thì mình sẽ quen được, mình sẽ tiếp xúc được với những đối tượng tử tế. Người ta làm kỹ sư, người ta làm quản đốc, người ta làm công nhân, người ta làm cùng công ty với mình. Mình lại có cơ hội được tiếp xúc với những tầng cao mới. Người ta nói rằng là gió tầng nào thì mây ở tầng ấy. Đỡ phải cứ lằng nhằng với này một cái cậu mà học dưới mình một khóa, lại còn thật sự ra lại còn không đẹp nữa. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu bạn nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn.